Hi everyone. Happy Sunday. So today is Palm Sunday, and today we went to church, and I had this weird feeling over me when I was sitting in church, and we were singing in the choir these Palm Sunday songs, and I was, I got really emotional when they read the Cuộc Khổ Nạn, bài thương khó của Chúa Giêsu, and I was like tearing up in church. Obviously, I kept it low and didn't make a scene, but it was the first time ever in my life, 41 years of my life, and for like 20 something years that I go to church, that I actually felt related to by Kinh Thương Khó. Those of you who are Catholic, it's probably, you already know this, but this is just for my friends who are not Catholic. So, Palm Sunday, you can read up on it online because there's so much information and it's more correct, like vocabulary, than me using. But basically, Palm Sunday is God, Jesus, coming into Jerusalem as a king, as people were praising him. But at the same time, there was a part of the Mass that has Bài Thương Khó. And it retell the story of how Jesus was betrayed by his disciples, and he was nailed to the cross as a sacrifice for our sins. So go on Google and read everything that you want to regarding Palm Sunday, so you get more of the accurate information. Because I'm not gonna repeat like the actual Bible story. I'm just sharing a story of today that I've never felt before, and I think it will help someone out there. Because I've always loved to hear stories of people's lives and how they overcome things, their experiences, but people don't really share their life story, so, or at least not the one I know. So I hope that through me sharing my stories, you can relate to, have a different perspective, and I hope it helped you. So today, going to Palm Sunday Mass, I definitely feel more related to Jesus, I guess it's because I've experienced two death in my life from my dad and Anyuk. So I guess because I've been through that, I can somewhat understand the feeling. So I was like literally sitting in church in the choir, I was bawling my eyes out while Jia and two other men was reading the Bài Thương Khó. So let me let me start from scratch. Okay, I was not always a Catholic. I've came to Canada at a very small age. I was like 5. And my aunt was busy working like 3 jobs, so I've never had a adult guardian at home with me, right? So I grew up pretty much in my early years at home by myself. I wasn't never raised up as a Catholic. Then when I was like in my teenage years, I
even though I was baptized and I am a Catholic, I left my faith for God in the Catholic way to switch over to Jehovah's Witness. And when I switched over to Jehovah's Witness, I was a Jehovah's Witness for like a couple of years, and then something really bad happened to me when I was in my mid-teens, and that's when I turned to God, which is Jesus, more of the Catholic way, and that's how I become a Catholic until today. So there's a long story of that, which I won't get into today, but I'm just going to share with you làm sao mà mình có thể thương được người mình ghét. And you know, I pray to God to let me share this story, and the word that come out of my mouth is, you know, love and peace. Okay, so Kelly, hồi nào tới giờ khi mà đi lễ các bạn, và thậm chí các bạn nào mà đang coi cái video của Kelly chia sẻ, thì không biết các bạn có giống như Kelly hồi xưa hay không, nhưng mà trước ngày hôm nay mà khi Kelly đi lễ, và hàng năm Palm Sunday lễ lá cũng y như vậy, nghi thức cũng như vậy, bài đọc cũng như vậy, cũng không có gì khác hết. Nhưng mà năm nay Kelly đi dự lễ lễ lá, nó có một cái cảm giác khủng khiếp lắm các bạn. Và Kelly muốn chia sẻ là tại vì Kelly sợ nếu mà Kelly không chia sẻ, Kelly sẽ quên. Và đây là những cái kinh nghiệm thực tế mà trong cuộc sống của Kelly mà Kelly mong có thể giúp được trai đó. Thì người ta thường nói rằng hồi xưa khi mà Kelly đi lễ á, Kelly nghe cha giảng về Kinh Thánh, thì Kelly cứ nghĩ rằng là cái chuyện trong Kinh Thánh nó xa vời, nó 2000 năm trước, nó thời Chúa Giê-xu, nó không có ăn nhập gì vào cuộc sống hiện tại bây giờ. Có nhiều lần Kelly hỏi ba là: ba ơi, những cái câu chuyện trong Kinh Thánh hồi xưa thì làm sao mà nó có thể áp dụng cho cuộc đời này, tại con thấy tại sao mà cha giảng chuyện nó không có, nó xa vời, nó không có áp dụng cho con, right? So my dad did explain to me như thế nào, ba giải thích lời Chúa như thế nào và cha giảng như thế nào, thì ba giải thích, thì Kelly lúc đó Kelly có nghe và Kelly hiểu, nhưng mà Kelly không có thấm. Cho tới ngày hôm nay nè các bạn, đặc biệt là ngày hôm nay, thì Kelly thấm vô cùng. Thì hôm nay á, là xin nói sơ với các bạn nào mà không phải là người Công giáo, để các bạn hiểu được cái câu chuyện mà Kelly sắp kể. Hôm nay là lễ lá, Chủ nhật lễ lá, thì có hai điều. Một á, là mọi người mừng Chúa vào thành Jerusalem, và mọi người hoan hô Chúa, ca tụng Chúa, mừng Chúa, đón Chúa. Nhưng mà sự kiện thứ hai là kể về cái cuộc khổ nạn của Chúa và trong cái bài thương khó. Thì các bạn có muốn biết cái bài thương khó nó là cái gì, thì xin các bạn Google YouTube bài thương khó của thánh lễ Chủ nhật lễ lá, thì các bạn sẽ biết nhiều hơn. Kelly không có nói về những cái technical, tại vì cái đó Kelly không có đủ kiến thức và cũng không có đủ khả năng. Nhưng mà Kelly chỉ chia sẻ rằng là hai điều mà nhấn mạnh trong thánh lễ hôm nay mà cha tập có chia sẻ. Một là lễ lá, mọi người mừng Chúa, đón Chúa, hoan hô Chúa. Và điều thứ hai nữa là Chúa bị đóng đinh, kể lại cái câu chuyện mà Chúa bị đáng rẽ, phản bội,
bị chối, bị đánh đập, bị hành hạ cho tới chết vì Chúa muốn chuộc tội cho chúng ta, đặc biệt là chuộc tội cho những người phạm tội như Kelly. Thì khi mà Kelly nghe cha và hai người nam đọc bài thương khó hôm nay thì Kelly không cầm được nước mắt và Kelly khóc trong thánh lễ. Và nói thật với các bạn á, 41 năm chưa bao giờ mà Kelly đi lễ lá mà Kelly có cái cảm xúc như ngày hôm nay. Giống như là hôm nay á, là Kelly cảm nhận được cái đau thương của Chúa Giêsu. Và cái này á, khi mà mình chỉ có thể cảm nhận được cái đau khổ của một người khác, hay là mình có thể hiểu được một chút phần nào đó cái đau khổ của người khác khi bản thân chúng ta bị như họ hoặc là tương tự như họ. Và Kelly hôm nay khi mà nghe bài thương khó thì Kelly suy nghĩ lại cái cuộc đời của Kelly, và đặc biệt năm 2023 vừa qua mà Kelly không cầm được nước mắt, và Kelly xúc động lắm các bạn. Và lý do vì sao thì Kelly xin kể với các bạn ha. Thì các bạn nào mà có nghe bài thương khó thì các bạn biết rằng là Chúa cái đêm đó Chúa sợ lắm. Chúa ở trong một cái vườn, cái garden, thì Chúa có những cái cảm giác là những cái chuyện sẽ không có tốt sẽ xảy ra, và Chúa cũng nói cho những người theo Chúa biết là như vậy. Và thậm chí Chúa nói rằng là sẽ có một người trong những người thân của Chúa sẽ chối Chúa 3 lần. Có nghĩa là khi mà tới một cái nguy hiểm nào đó các bạn, khi tới một cái lúc mà gặp khó khăn gì đó, thì cái người đó sẽ chối Chúa, là tại vì họ sợ là nếu mà họ có liên hệ gì với Chúa, hay là họ liên quan gì với Chúa thì họ cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên vì thế họ mới chối Chúa. Họ nói 3 lần là tôi không biết ông này, trong khi họ biết Chúa rất là thân. Họ theo Chúa, họ học lời Chúa, họ là môn đệ của Chúa, giống như là một người học trò và một người thầy vậy đó. Thì Chúa thấy được những cái điều rất 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 không tốt sẽ xảy ra với Chúa. Thì lúc đó câu chuyện là Chúa cô đơn lắm. Khi mà Chúa sợ hãi, và cái sợ này nó khủng khiếp các bạn. Nó khủng khiếp. Thì Chúa mong môn đệ của mình, học trò của mình có thể thức mà thức cùng Chúa để an ủi Chúa. Nhưng mà đương nhiên trời đã khuya rồi, mọi người đã mệt về thể xác rồi, cho nên họ ngủ. Cho nên một mình Chúa ngồi trong một cái vườn, và Chúa cầu xin với Chúa Cha. Chúa Cha là cha của Chúa, ok? Thì Chúa cầu xin với Chúa Cha là tại vì Chúa không còn ai để nương tựa nữa hết. Chúa không còn ai để mà chia sẻ những cái nỗi lo âu, những cái sợ hãi này. Cho nên Chúa chỉ có thể cầu xin với Chúa Cha. Và trong cái cuộc nói chuyện với Chúa Cha thì Chúa có nói một câu, Kelly không nhớ nguyên văn, nhưng mà cái câu quan trọng thì Kelly nhớ là nếu có thể được thì xin cha hãy cất chén đắng này cho con,
Có nghĩa là nếu có thể được thì đừng cho con uống chén đắng này. Thì cái chén đắng á, tại cái này phải học tiếng Việt mới hiểu các bạn. Thì Kelly cũng mất vài năm mới hiểu cái nghĩa của cái này. Cái chén đắng mà Chúa nói đây là cái sự phản bội của người thân, cái sự đánh đập đau về thể xác, khủng hoảng tinh thần, bị phản bội, bị chối bỏ, bị đóng đinh, bị hành hạ. Đó là cái chén đắng, là bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái đau khổ mà một con người có thể chịu đựng á, thì Chúa Cha, Chúa xin Jesus pray to his father, which is God, là đừng có cho Chúa uống cái chén đắng này, tại vì nó đắng quá, uống không nổi. Nhưng Chúa Giêsu có nói rằng là nhưng đừng theo ý con, nhưng mà hãy theo ý Cha. So, regardless of how painful Jesus predict that his death will be or his fate will be, he prayed to his father to not let him go through this. But in the end, he obeyed his father and he said, I pray that I don't drink this cup, but let it not be my will, but your will. That's kind of the idea. Like again, I'm just rephrasing what I understand. If you guys want to get technical and really know the exact, please go to Google, go to YouTube, and you'll definitely know more about this Palm Sunday, and it's explained more correctly. I'm just explaining to you from my point of view and what I understand and how I relate it to my life. And people think that what happens in the Bible does not relate us to our generation now, like, you know, like, why is it related to my life, or why would, you know, it benefit me? Today, I really, really understand that it does. Whatever happened to over 2,000 years with Jesus literally happened to me. And you know, I've never understood this until now, and I just have to tell you guys this story because, you know, I don't know if you were like me and you go through this, but if you are going through this, at least you're hearing from another perspective. So, Kelly ngồi trong thánh lễ á, mà Kelly nghe cái bài thương khó các bạn, mà Kelly nổi da gà, mà Kelly cầm lòng không nổi, mà nước mắt nó rơi luôn rồi, tại vì nó làm cho Kelly nhớ lại cái cuộc khổ nạn ha. Kelly gọi cái cuộc khổ nạn là nó là cái từ ngữ mà Kelly biết diễn tả. Thì cuộc khổ nạn của Kelly thì đương nhiên nó không có một cái phần nào mà so sánh được với Chúa. Kelly không dám so sánh với Chúa nha. Kelly chỉ relate cái life của Kelly với những gì mà trong Kinh Thánh để mà Kelly hiểu được và giúp cho cuộc sống của mình và cho bản thân mình hoàn thiện hơn. Và thật sự khi mà Kelly trải qua những gì mà Kelly trải qua năm 2023 vừa qua các bạn, that was the worst and the toughest year of my life. Those of you who follow me on social media or friends with me in real life or social media, you probably know what happened to me in 23 because I'm pretty open. Like, honestly, if you look at my Facebook, you pretty much see what I do with my life. Literally. Okay? So, if those of you who know of me, okay, then you see the whole year 2023 was the worst years of my life. 2020 was the worst year that I thought it was because I experienced a sudden death of Anya, like
if you guys have never experienced a death before, I'm very happy for you, because it's the worst experience ever, okay? And hearing it from me, because I'm one of those people who before, I don't believe things until I experience it, okay? When I hear things from people, okay, I feel sad for you, I feel sorry for you, but you know, you don't really know it until you experience it. And please, I have a disclaimer. Whatever I share today in my story is not for you to, even if you are, you may not, but if you are, it's not meant for you to feel sorry for me, because I don't feel sorry for myself. Not anymore, at least. But I want, so it's not me bad mouthing, it's not me, you know, dumping anybody, but it's me telling my story so that I can tell you that the Bible, even though it was written 2,000 years ago, it is still related to our life in the modern day. So back to my story. So in 2023, so I told you the story about Jesus, right? How he was betrayed, how he prayed to his father, Zhujia, for not letting him go through this. And that is how I felt, and that is what I said when Anyit passed away. In 2020, when Anyut died in our bed, when I ran upstairs and I saw him dying, okay? You guys have no idea the shock and the heartbreak that I was going through. Like, even 4 years after telling you this, it still hurts and it cuts like a knife. I haven't been able to tell this story because I just can't stop myself from tearing. So, but I ran upstairs. You know, he was sick, yes, he was out of the hospital, yes, but never have I thought of death. I thought it was just a flu, I thought he was just sick, but he passed away in our bed like within like 2 minutes. And when I saw him dead, obviously the first thing I did was call 911, but in my head I'm like, God, this is not happening. Like, Jesus, this is not happening. Like, I'm dreaming. This is not real, okay? Then that is keep going in my head, and I'm keep praying to God, God, please, this is not real. Like, I cry like a baby, and I call for God, because I don't know who else to call besides calling 911. I could not handle that shock. And obviously, you know, all the procedures of, you know, of a passing of a family member or anybody, you know, all the process of legal and police and ambulance and coroner and all that stuff, right? It went by so quick, within like 48 hours. But even after, when he was taken away, his body was taken away, I was like, this is not happening. Like, I was still in shock. You don't know how scary, like, scary, not like you're just, not in the kind of way that you're disgusted or you're grossed out, but scary in the sense that you're losing a person that you love forever. Like, it's like, think of your loved one, think of your children, think of your parents, think of your husband, your wife, someone that you really, really love and cannot live without. Imagine they're talking to you 1 minute, and an hour or a minute later,
they're dead. Have you ever thought of that? Because I've never thought of that. I've never imagined any of my loved one die before me, okay? But when it happened, I totally collapsed. No matter how, you know, like go lucky I am, and how I'm very like, you know, happy-go-lucky, but that was a breakdown. And I remember, like my heart was like I can't even describe it. It just, you know, if you ever hear the word described to you, cut like a knife in your heart, oh man, you have no idea what that feels like. Because when Anya passed, my heart was cut like a knife that, like, you know, it aches to the point that you can't sleep, you can't even control it, no matter how strong your mind is. That's how it felt. And it was a constant heart pain, like unbearable, okay? Like, I'm telling you. And now I know why some people commit suicide, because they're going through something that is so so dramatizing, so heart painful, that they cannot stand. They cannot stand that pain. That's why they wanted to stop. They wanted to stop. Lulu, they wanted to stop, and they don't know how to stop it. And the only way they could think in their mind to stop this pain is to not have their heart beat anymore. And the only way your heart don't beat is die. So suicide definitely have crossed my mind. Like, I have thought about suicide. I wanted to commit suicide because it was, my heart was so painful that I couldn't breathe. I'd rather died than to feel this unbelievable heartbreaking pain. So having me feel that, I understand how Jesus felt. I understand that knife cutting pain in your heart when he went through what he did. When he was betrayed by those he loved, when he was crucified, and how scared he was. So I can just tell you that, like, you know, I relate so much to Jesus from things that went through in my life within these past 4 years. And then so that was my worst life experience ever in 2020. And then there were problems after Anya's death, but that's nothing compared to me losing him. So moving forward, it took me a long time from, you know, the support of my friends, my family, my dad, talking, my mom, my aunt, people around me talk sense into me, people around me who comfort me and lifted me in my darkest times. And of course, my charity that I'm involved in with Better Futures for Kids. You know, I look at the people, the children, that Better Futures for Kids help. I look at their pain, their life, and my life. They become an inspiration for me to feel less pity for myself at that point. So eventually, I was able to got
got better from my pain, and I was able to pull myself up by doing community service, by volunteering for charities, by doing Better Futures for Kids, and you know, outside Canada, charity fundraising. So it got me out of that zone, that painful zone, and I had a purpose to my life to keep going. And especially, I've mentioned many times that Better Futures for Kids and Outside Canada was also founded by Anyuk. So I see as me continuing his work, and you know, doing the things that he left behind. So after Anyuk passed, I was closer to my dad, and you know, my dad was the next man figure that I absolutely, you know, lean on. My dad was a huge inspiration, and his wisdom and the things that, you know, he taught wisdom to me. He teach me how to interact with people, you know, things that, you know, only experienced people can know. So that was my biggest you know, support when Anyuk passed. Biggest support in terms of a male role model, okay? And then 2021 passed, 2022 passed, and then 2023 came. So at the beginning of the year, 2023, I was volunteering for the Lunar New Year Festival, Tastes of Southeast Asia, which some of you may know. And my dad was, you know, helping me with the decorations for that festival. And those of you who are on my Facebook, you saw a live stream of me live streaming my dad while he was making the decorations, and you know, how he was, you know, sick at that time, and he was going through pain, but he still helped me finish the decorations for the Lunar New Year Festival for Tastes of Southeast Asia. And then after the festival finished, Dad got really sick in March, February, and he was admitted to the hospital. All this was live streamed, so those of you who saw it before probably still remember, but Dad was admitted to the hospital, and then he was moved to a healthcare center to treat his pain. And he, you know, since February of 2023, he was in the hospital until the day he passed, which is December 1st. So in 2023, I experienced, let's talk about my dad. Obviously, Dad was sick at home, you know, family was going through hard times, especially my sisters and my mom, who were the primary care for my dad. But I see him often, I see them often, so I feel the scaredness, the worries, the pain of your family member, your dad, that, you know, my dad, you know, going through pain, and to see your loved one suffering is just as unbearable as seeing them dying, right? So every time I go to the hospital and I see Dad, you know, he was severely in pain. And my dad is a tough man, okay? He can have a hammer hammed down at his finger, which he had many times doing decorations, building decorations for me. And to him, it's nothing. Like, to him, it's, you know,
it's normal. So my dad can tolerate pain. So when my dad said he's in pain, it means it's like dying to me, okay? I don't think I could bear half of the pain that my dad can. So my dad was tough, like he can handle pain. But for him to constantly tell us that, you know, bà đau quá, bà không ngồi được, he has to be very, very much in pain. So my dad was a wonderful man, and it's heartbreaking to remember how he went through all that pain. Sorry guys. See, this is why I have a hard time doing this video, and it took me like 4 years after to do this because it's very hard. But I will try to do it because I know someone out there could be like me or is like me, going through the same situation, that they know that they are not alone. Okay. Oh, okay. Hold on. Give me a minute. Okay. Sorry, guys. Let me pull myself together. Okay. So to see and to know your loved one in pain, like imagine your daughter, your son, your kid, your mom, your dad. If you can just close your eyes and think of the person that you love the most right now, and picture them in some sort of pain. Picture that. How painful would you feel? One, you feel pain because you love them so much. Two, you feel pain because you can't bear that pain for them. Okay? For example, you have a small child who's hurting and who is in pain, and you're like praying, God, let me take this pain from my child, you know, and you can't. Everyone has to bear their own cross. Everyone has to bear their own pain. So for you to see your loved one in pain, how painful would that be for you? Imagine that, okay? And then you feel the pain of useless. You think you can do anything, but when it comes to life and death, you have absolutely no control over that. So every time I went to the hospital and I saw Dad, those are the feelings that I feel. Like, as chicken as I am, you know, I was so painful to see Dad in pain that I willing to accept his pain for him, just so that he can have one night of sleep. For 8-9 months, Dad could not sleep because of his pain. Like, imagine you can't sleep at night and looking at the clock, tick-tock, tick-tock, the whole night. That's how my dad went through. Because he was in the hospital, even though we came in to visit him, but obviously we had to go home, we can't be with him 24/7. So imagine, if you can put yourself in my dad's shoes, he was in the hospital bed for 8 months, looking at the clock, ticking, ticking, every single night, waiting for morning, praying to, like, I can't even imagine the mind challenge that my dad went through mentally, like, to not be able to do anything. And just lie in the hospital bed for like weeks and months. You know how like destroying that is to your mind? Like, I would probably go crazy, like mentally ill after 3 days, okay? So despite of that my dad was going through, he tells me, he prays in his head, he prays to God,
I'm pretty sure many times bà có nói, bà có cầu xin với Chúa rằng, lạy Chúa, nếu có thể được thì xin cho con đừng uống chén đắng này, đừng cho con bị đau đớn về thể xác. I guarantee you that must have been going through Dad's mind when he was, you know, lying in the bed. But Dad tells me many times that in the end, with his faith in God, Dad pray to God not to take away his pain, because obviously God can't do that. But no, God can do that, sorry. God can do anything, okay? But everyone has their own dues, their own cross to bear. So Dad knows that. And Dad said he did not ask God to take away his pain, but he prayed to God to give him the courage to face the pain and not collapse, not mentally collapse. He prays to God to give him strength. You know, he prayed to God to give him peace. And that is how my dad made it through those times when he was in the hospital. Because despite of his pain, and again, you guys see all the live stream videos and photos of my dad, despite of how he was never an angry person. He was never, you know, rude to anybody. He was very respectful. He was so amazing, you know, for someone who had to go through all that physically. So Dad taught me that whenever we go through hardship, whenever we are facing challenges, mình không có xin Chúa lấy đi cái đau thương đấy. Mình không có xin Chúa làm cho cái chuyện đó nó biến đi mất. Mình không có cầu xin Chúa cho cái chuyện đó nó không xảy ra cho mình nữa. Nhưng mà ba dạy Kelly á, là khi mình gặp những khó khăn, mình cầu xin Chúa cho mình có cái can đảm để đối diện với cái sự thử thách đó, cái cơn đau về thể xác hay là bất cứ cái đau thương về tinh thần. Ba dạy khởi lời là mình cầu xin, mình cầu nguyện và mình cầu xin Chúa ban cho mình cái đức tin vào Chúa, tin Chúa luôn ở cùng mình, tin Chúa đồng hành cùng mình, và tin Chúa cho mình cái can đảm có thể vượt qua và đối diện với những gì mà mình đối diện. Cho nên qua cái bệnh của ba, và khi mà Kelly nghe ba chỉ dạy á, chỉ bảo, thì Kelly mới hiểu được là vì sao cái đức tin nó rất là quan trọng các bạn. Mà hồi nào tới giờ Kelly không tin, hồi nào tới giờ Kelly không cảm nhận được cái đức tin nó quan trọng tới như vậy. Kelly, như Kelly nói, Kelly đi nhà thờ nghe cha giảng mà mình cứ đầu óc nó nằm đâu á các bạn, nó mình không có áp dụng được những gì mà cha giảng vô cuộc sống của mình tưởng nó xa vời. Cho tới khi mà mình gặp chuyện, mình trải qua cuộc đời rồi, thì mình mới hiểu được rằng cuộc đời của mình rất giống Chúa Giêsu. Và bây giờ mới hiểu vì sao Chúa là đấng tối cao, Chúa xuống trần gian này, Chúa làm người, và Chúa trải nghiệm, và Chúa trải qua tất cả những cái gì con người trải nghiệm và trải và experience, từ cái vui cho cái buồn, từ cái sống cho cái chết, từ cái hạnh phúc cho tới cái đau khổ. Chúa trải nghiệm hết những cái đó. Và sau đó cái cuộc đời của Chúa đã viết lại thành cái cuốn Thánh Kinh, để cho bây giờ khi mà chúng ta nghe lại và chúng ta đọc,
và nghe cái câu chuyện của cuộc đời của Chúa, chúng ta có thể áp dụng, relate cái đó cho cuộc sống của mình. Và khi mà mình nghe cái câu chuyện của cuộc đời của Chúa và mình cũng bị tương tự những cái hoàn cảnh như Chúa, thì mình mới cảm nhận và mình mới hiểu được là vì sao Chúa đồng hành cùng mình, vì sao Chúa chọn cái con đường đau khổ. Chúa có thể là một người sống khỏe, Chúa có thể sống vinh quang, Chúa có thể làm vua, Chúa có thể là một người cao cao tại thượng. Mà tại sao Chúa chọn làm thân phận của một con người đầy khuyết điểm, đầy tội lỗi? Chúa chọn giống như con người để Chúa cho mình thấy rằng là Chúa đồng hành cùng mình, Chúa xuống cái level của mình để cho mình có thể relate, mình có thể, Chúa có thể cảm thông cho mình hơn, Chúa hiểu vì sao mà mình như thế đó. Chỉ có điều khác biệt là Chúa không bao giờ làm tội lỗi, Chúa không bao giờ phạm lỗi, nhưng mà Chúa mang một cái thân phận như con người để Chúa cho mình thấy rằng là Chúa hiểu mình khi mà mình yếu đuối, khi mà mình sa ngã, khi mà mình làm tội lỗi, mình yếu ớt, thì Chúa cảm thông được. Thì đó là lý do vì sao mà Kelly bây giờ mới hiểu những gì cha giảng trong thánh lễ cuộc đời của Chúa Giêsu rất là related to cái cuộc đời của Kelly. Thì qua cái chặng đường đau khổ mà ba Kelly phải trải qua, thì Kelly thấy cuộc đời quá mỏng manh các bạn. Và một người như ba rất là linh hoạt, ba thích lúc nào cũng làm việc, ba lúc nào cũng ở dưới basement, nguyên cái basement của ba là đồ xây dựng, đồ nghề của ba. Ba không bao giờ ngồi yên. Ba không đi làm thì ba về nhà, ba coi vi tính, hoặc ba học hỏi để ba chế cái này, biến cái kia. Ba làm rất là khéo tay, và ba làm rất là nhiều những cái đồ handyman. Cho nên khi mà ba phải nằm yên một chỗ quanh năm suốt tháng như vậy, thật sự đối với ba đó là một cái thử thách rất lớn về tinh thần. Nhưng mà ba chấp nhận, ba dạy cho Kelly là ba chấp nhận cái thánh giá mà ba phải vác. Và ba có nói với Kelly rất nhiều lần là ba luôn vững đức tin, ba tin vào Chúa, ba tin Chúa đồng hành cùng ba. Ba tin Chúa ban sức mạnh cho ba để mà ba có thể can đảm chịu đựng được cái đau. Thì Kelly cũng thật sự, khi mà Kelly thấy ba đau đớn gì mà Kelly chịu không nổi, lòng đau như cắt các bạn, thì Kelly không hình dung được khi mà Chúa bị đóng đinh, mà mẹ Maria, những người mà thương Chúa vô cùng, nhìn thấy Chúa bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị mạ lị, bị vu khống, bị đóng đinh, và bị chịu bao nhiêu cái bao nhiêu cái gôi đòn đó, thì thật sự không Kelly có thể tưởng tượng được là cái đau đớn của mẹ Maria nó khủng khiếp cỡ nào. Cho nên Kelly cảm thông được cái nỗi đau đó vì Kelly đã trải nghiệm cho ba Kelly. Rồi cũng là năm 2023 vào tháng Giêng, thì Kelly có nói rằng Kelly có tham gia thiện nguyện cho một hội mà tổ chức hội chợ Đông Nam Á cho Lunar New Year Festival. Thì
khi mà sự kiện xảy ra thì có một cái biến cố xảy ra với Kelly, xảy ra với cả ban tổ chức lận, nhưng mà Kelly chỉ nói cho cá nhân mình thôi, tại vì Kelly có trực tiếp trải nghiệm cái đó. Thì Kelly nhớ là Kelly đứng ở chỗ cái lobby, cái chỗ mà cổng cổng đi vào của khách. Thì khi mà Kelly đứng đó, Kelly cũng gặp vài người, đối diện với vài người mà vu khống Kelly chuyện này chuyện kia. Thật giả thì các bạn cứ coi cái video mà Kelly có để trên cái trang Facebook của Kelly về hội hội chợ Taste of Sea. Các bạn cứ lên đó mà các bạn coi, thì các bạn sẽ tự có cái nhận xét của mình qua những cái bằng chứng cụ thể. Nói có xác, nó có chứng, Kelly không cần phải đi vào chi tiết. Nhưng mà khi mà Kelly đứng đó mà Kelly bị ném đá, Kelly gọi nó bị ném đá, là hồi xưa Chúa bị người ta ném đá bằng cục đá. Thời này hơn 2000 năm sau, 2023, thì Kelly lại bị ném đá, nhưng mà ném đá theo hình thức lời lời nói, qua chữ, qua miệng và qua social media. Tại vì ngày hôm đó là bao nhiêu cái camera, bao nhiêu cái livestream á, là chỉa thẳng vào Kelly để mà ném đá và vu khống Kelly, nhiều chuyện lắm. Thì Kelly trải nghiệm được cái sự ném đá nó như thế nào theo mặt kép. Cái ý nghĩa của ném đá đó, khi mà mình giống như Chúa bị người ta vu khống, bị người ta ném đá, bị người ta chửi bới, bị người ta đánh đập, bị người ta sỉ vả, bị người ta phản bội. Thật sự những cái đó mà Chúa bị, các bạn, Kelly đã trải nghiệm. Bây giờ mà Kelly suy nghĩ lại, Kelly kể lại cho các bạn nghe, Kelly cũng cũng thấy khủng khiếp thật, các bạn. Tại vì mình sống, mình lớn lên ở đây từ bé, cuộc sống ở Canada rất là bình an, rất là đi học đi làm mình cuộc sống bình thường, nghĩa là mình không có va chạm nhiều, mình không có làm ăn, mình không có đấu trên như nào, trên trên cuộc chiến tiền bạc, mình cũng không có giành giật cái miếng cơm manh áo ra, cho nên thật sự cuộc sống rất là bình an, nó cứ tàn tàn, nó không có cái gì mà khủng hoảng khủng bố hay là sốc như vậy, các bạn đó. Cho nên sống lớn lên ở đây từ bé, lúc 5 tuổi thì Kelly đã sống theo cái cuộc sống của Tây phương, của người Canadian. Mình rất là phóng khoáng, mình rất là open minded, mình rất là cởi mở, mình nghĩ cái suy nghĩ của mình nó giống như người Tây. Cho nên mình không có thích drama, mình không có thích thị phi, mình không có thích nhiều chuyện rồi gây chia rẽ hay chiến tranh. Có nghĩa là khi mà Kelly sống ở Canada từ bé tới lớn, trong trường hay trong những nơi mà Kelly sinh hoạt, nó không có dạy những cái đó. Cho nên đùng một cái mình bị cái bao nhiêu người mà vì khác cái suy nghĩ với mình, hoặc là mình không giống cái suy nghĩ của họ mà họ tấn công, ném đá, vu khống, và họ gây bao nhiêu thiệt hại đến Kelly, thậm chí cho tới bây giờ. Nghĩa là bây giờ này các bạn, năm 2024, hơn một năm sau, vẫn có những người gây khó khăn cho Kelly. Đương nhiên Kelly thì điếc không sợ súng, cái mặt Kelly bị mang tiếng là mặt dày, cho nên thật sự
nó ngắn gọn là Kelly có cái lý tưởng của mình. Kelly chọn cái lý tưởng, Kelly rất rõ cái lý tưởng của mình, rất rõ mình muốn cái gì cho cuộc sống còn lại của mình, những ngày mà mình còn sống ở trần gian này. Kelly rất rõ là Kelly muốn làm gì và Kelly làm vì ai. Thì Kelly đã nói rất là nhiều lần là Kelly làm vì tha nhân, Kelly làm cho tha nhân, và Kelly cùng tha nhân làm, chứ không riêng Kelly có thể làm được những gì Kelly làm. Cho nên vì thế Kelly rất rõ về cái điều mà mình cái lý tưởng của mình, cho nên nó đã ăn vô máu của Kelly rồi. Và cộng thêm Kelly cầu nguyện với Chúa và Kelly phó thác tất cả những cái lý tưởng, tất cả cái mission của Kelly cho Chúa, và Kelly cứ thế mà làm thôi. Cho nên Kelly rất rõ là và rất vững đức tin. Tại vì thường thường những người tội lỗi không còn tội quá rồi, cho nên không còn chỗ nào để bám vào, chỉ có thể bám vào Chúa thôi. Cho nên Kelly mới không dễ bị distracted, Kelly không dễ bị lạc hướng các bạn. Cho nên chỉ vì cái lý tưởng và cái suy nghĩ khác với những người mà họ muốn Kelly nghĩ theo họ, làm theo họ mà Kelly không làm, cho nên Kelly bị ném đá. Thì cũng giống như Chúa, Chúa có một cái lý tưởng, Chúa có một cái mission, mục đích vì sao Chúa xuống trần gian này. Chúa xuống trần gian này để giúp cho con người tốt hơn. Chúa xuống trần gian này để Chúa chia sẻ tình yêu thương, và Chúa giúp cho con người hạnh phúc và bình an hơn. Nhưng mà cũng có những người không cùng cái suy nghĩ với Chúa, và họ xem Chúa như một cái sự đe dọa, họ xem Chúa như là một cái người không cùng với họ, cho nên họ muốn giết Chúa. Thì quả thật họ đã dùng mọi cách, mọi lý do, mọi vu khống, mọi điều để mà khiến Chúa bị đóng đinh và bị chết. Cho nên khi mà Kelly nghe cái bài thương khó ngày hôm nay trong thánh lễ các bạn, Kelly thấy sao nó rất là gần gũi với Kelly vô cùng. Trong khi cũng cái bài thương khó đó, cũng có cái câu chuyện đó, mà cũng cái thánh lễ lễ lá mà hàng năm 40 mấy năm mình đi lễ, mình cũng nghe y chang như vậy, mà Kelly không có cái cảm xúc và không có hiểu bằng ngày hôm nay. Thì Kelly thấy Kelly cũng trải qua một phần nào đó giống như Chúa Giê-xu, bị ném đá, bị vu khống, bị mạ lì, nhưng mà đỡ hơn Chúa là hồi xưa Chúa bị người ta đánh bằng roi, bằng dao, bằng những cái vũ khí mà làm cho Chúa thật sự là chảy da chóc dãy, máu đổ luôn các bạn. Cho nên thật sự so với Chúa, Kelly đỡ hơn nhiều. Nhưng mà chính vì Kelly biết được câu chuyện của Chúa, chính vì Kelly biết Chúa đã bị khổ nạn như vậy, Kelly mới cảm thấy rằng là mình không phải là một mình, I am not alone. Chúa cũng đã bị như vậy, cho nên Chúa mới hiểu được cái cảm giác của mình. Và đó mang cho Kelly một cái niềm an ủi. Cái niềm an ủi đây là mình, Chúa đã trải qua những cái này để cho mình thấy rằng á, qua bao nhiêu cái sự đau khổ thì nó có cái niềm hạnh phúc.
Và khi mà Chúa bị người ta đóng đinh, khi mà Chúa bị người ta ném đá, khi Chúa bị người ta sỉ vả, bị người ta phản bội, Khao chỉ có thể hiểu rằng trong lòng Chúa, một cái điều duy nhất mà giúp cho Chúa vượt qua được chính là tình thương. Chúa thương con người, Chúa thương người tốt, người thương Chúa, kể cả những người hại Chúa, phản bội Chúa, bán ghẻ Chúa, đóng đinh Chúa, Chúa không trách họ. Vì Chúa hiểu được, Chúa hiểu được con người yếu đuối, con người gì quyền lợi, con người gì, Chúa hiểu đó là cái đời. Chúa hiểu được cuộc đời nó là như vậy, cho nên Chúa không có trách những người đó. Nhưng mà khi mà Chúa bị treo trên cây thập giá, trên cây thánh giá, thì Chúa lại xin với Chúa Cha là xin Chúa tha tội cho họ, vì họ không biết những gì họ đang làm. Thật sự cái câu đó bây giờ Kelly nghe và Kelly ngắm, Kelly feel được cái câu đó, nó thật sự là powerful các bạn. Các bạn biết rằng người ta chửi mình thôi là mình đã ghét người ta rồi. Người ta nói vu khống mình, người ta mạ lị mình là mình đã tức lắm rồi các bạn. Và những cái tật xấu hồi xưa Kelly đều có hết. Ích kỷ, ghen tuông, nói tóm lại là những cái gì mà những người mà làm cho Kelly. Bây giờ Kelly cũng đã có những cái tính đó, cho nên nhiều lúc Kelly, lúc mà Kelly bị attack á các bạn, trong cái từ lúc cái hội chợ Đông Nam Á, hội chợ Taste of Southeast Asia, dịp Tết Lunar New Year cho tới bây giờ luôn nha các bạn nhé, là hơn một năm rưỡi sau. Tuy nhiên nó không có rùm beng như là cái giai đoạn đầu vài tháng trong lúc cái thời điểm đó, nhưng mà bây giờ vẫn còn lai rai, nhưng mà nó không có trực tiếp tới Kelly, nó chỉ là đằng sau lưng Kelly, behind my back, hay là với những người chung quanh Kelly thôi, chứ không có trực tiếp thẳng tới Kelly nữa. Nhưng mà khi mà người ta vu khống mình đã tức lắm rồi các bạn. Cho nên khi mà Chúa bị người ta đối xử với Chúa hết cái giai đoạn cho tới cái lúc mà Chúa bị treo trên cây thánh giá, Kelly không tưởng tượng được nếu mà trong lòng Chúa không có vì tình yêu thương và không có tình yêu thương, thì Kelly không thể nào tưởng tượng làm sao Chúa có thể nói lên những câu nói như là xin Cha tha tội cho họ vì họ không biết những việc họ đang làm. Chúa đang xin cho những người mà ném đá, bán rẻ, đóng đinh Chúa. Thì bây giờ khi mà Kelly nghe lại cái câu đó, Kelly thấm và Kelly nổi da gà các bạn. Và đó là lý do vì sao mà Kelly mới hiểu được cái câu Chúa nói rằng khi mà người ta tát mình bên này thì mình đưa má bên kia cho người ta tát luôn. Có nghĩa là không phải là physically là người ta tát mình là mình cho người ta tát bên kia, không phải như vậy. Theo Kelly hiểu là khi người ta tát mình một bên là người ta đã ném đá, người ta đã làm cho mình tổn thương rồi. Thì cái tát bên kia không phải là cái tát mà người ta làm lại cái hành động qua thể xác, nhưng mà cái tát kia là mình chấp nhận cái đau đó, và mình chấp nhận cái đau mà họ mang đến cho mình, và mình không phải là nhường. Nghĩa là okay, so it's not that when someone slaps you in the face and you let the other side slap physically, but how I feel from that saying is that when someone hurts you, take in that pain and let it go. Don't
eye for an eye. Like if someone slap you, you slap them back. Like it doesn't get anywhere, okay? It doesn't get anywhere. Then when someone slap you in the face, mình đưa cái má bên kia cho người ta tát là mình chịu cái thiệt, mình chịu cái đau cho mình. Đau về thể xác nhưng mà đau là mình chấp nhận, mình cho cái đau đó đi. Có nghĩa là mình nghĩ là mình là người thiệt thòi, là mình không ăn miếng trả miếng, mình không ăn đũa trả đũa. Nhưng mà thật sự trong cái sự mà nhường nhịn đó, không phải nhường nhịn, Kelly không biết dùng cái, nếu có bà Kelly ở đây thì bà Kelly rất là giỏi để mà diễn tả những cái từ ngữ này. Kelly chỉ có thể nói rằng là Chúa vì tình thương, Chúa chỉ có tình thương, và trong lòng Chúa là tràn đầy tình thương thì Chúa mới có thể tha thứ được, tha thứ được cho những người mà làm tổn thương đến Chúa. Mà Chúa phải mở lời xin Chúa Cha tha tội cho họ vì họ không biết những việc họ đang làm. Thì trong 10 điều răn của Chúa các bạn, Kelly không nhớ hết 10 điều là cái gì, nhưng mà Kelly chỉ nhớ có 2 điều là Chúa dạy là mến Chúa và yêu người. Chúa mong chúng ta có thể giữ được 2 cái đó. Thì hồi nào tới giờ Kelly không thể nào hiểu được làm sao mà mình có thể thương cái người mà ghét mình, làm sao mình có thể thương cái người mà làm hại mình, và làm sao mình có thể thương cái người mà không thương mình. Nhưng mà bây giờ Kelly hiểu rồi các bạn. Và một điều mà Kelly đã ngộ ra là mình thương ai đó thì mình sẽ nghe theo lời họ nói. Cũng giống như ba, nếu mà Kelly thương ba, ba nói Kelly ơi con đừng có làm cái này ba sẽ buồn, thì Kelly dù cho có muốn làm hay là nghĩ Kelly có quyền để làm, Kelly vì thương ba mà Kelly sẽ không làm. Và thường thường ba mà kêu Kelly không làm cái gì đó thì đó là cái điều tốt cho Kelly chứ không phải là điều xấu. Nhưng mà trong lúc đó có thể mình không ngộ ra, mình không hiểu ra cái lý do của ba thì mình sẽ cãi. Nhưng mà nếu mà mình thương một người đó thì mình có thể vì họ mà bỏ đi cái muốn của mình. Thì bây giờ cũng giống như lời của Chúa, điều răn của Chúa có 10 điều răn nhưng mà Chúa chỉ yêu cầu 2 điều mình có thể cố gắng làm, đó là mến Chúa, yêu người. Thì Kelly mới hiểu một điều rằng nếu mà Kelly nói Kelly thương Chúa, nếu Kelly tin, nói Kelly tin Chúa, nếu mà Kelly đi nhà thờ để mà hát ca đoàn, để ca tụng Chúa, hát những lời thánh ca là những lời cầu nguyện, những lời của Chúa, mà Kelly không làm những điều Chúa mong Kelly làm, như vậy có phải là lời nói thương Chúa chỉ là trót lưỡi đầu môi không các bạn? Và Kelly có nhiều lần Kelly ngồi Kelly thẫn thờ mà Kelly hỏi mình có thật sự thương Chúa hay không. Mình chưa bao giờ thấy Chúa, mình không biết Chúa nhìn như thế nào, mình chưa bao giờ được Chúa hiện ra, mình có thật sự thương Chúa hay không. Nhưng mà qua những cái gì mà Kelly đã trải nghiệm trong cuộc đời của Kelly cho tới ngày hôm nay các bạn, Kelly phải nói rằng có Chúa thật, có Chúa thật. Kelly có thể không nhìn thấy Chúa, Chúa có thể không hiện ra như một cái ánh sáng hào quang, hay là hiện ra như là một vị đấng gì đó mà không phải con người, không có, Chúa không bao giờ hiện ra. Nhưng mà Kelly cảm nhận được và thấy được Chúa đến với Kelly qua những người bên cạnh các bạn. Và đặc biệt sau khi năm 2023, bao nhiêu cái biến cố mà Kelly trải qua trong cuộc sống của Kelly á, từ
cái hội chợ Đông Nam Á vào dịp Tết cho tới ba Kelly mất và bao nhiêu những cái sự kiện mà Kelly tham gia trong 2023. Kelly nhìn được và Kelly cảm nhận được Chúa đồng hành cùng Kelly qua những người, qua những anh chị em, qua gia đình, qua bạn bè, qua những người cùng chung chí hướng mà chung tay cùng đồng hành với Kelly để mà hoàn thành một cái lý tưởng chung. Thì từ đó Kelly mới hiểu rằng Chúa đến với chúng ta là qua cái thế, qua như thế các bạn. Nếu mà chúng ta chịu nhìn, chịu để ý, chịu thấy thì Chúa ở chúng ta mỗi ngày. Và Kelly nói cho các bạn biết là Kelly thấy Chúa mỗi ngày qua những người chung quanh Kelly. Và Kelly thấy Chúa qua những người tốt, những người thương yêu mình, những người nâng đỡ mình, những người đồng hành cùng mình, những người chung tay với mình cho một cái lý tưởng chung. Nhưng mà Chúa cũng đồng hành với Kelly qua những người ghét mình, qua những người ném đá mình, qua những người không thương mình. Tại vì qua những cái trải nghiệm đó, qua những cái thử thách đó, qua những cái thánh giá mà phải vác đó, Chúa rèn luyện cho Kelly tốt hơn các bạn. Và nếu mà các bạn đã theo dõi và thấy những việc mà Kelly xảy ra trong năm 2013, đặc biệt là năm 2023, các bạn thấy rằng bao nhiêu hồng ân mà Chúa ban cho Kelly trong những cái sự thử thách. Và nó rõ như ban ngày luôn đó các bạn. Và cũng qua cái hội chợ Đông Nam Á vào dịp Tết, Kelly cũng nhìn ra được những người thật sự là những người đồng hành với mình. Nhìn ra, tiếng Anh nó gọi là you know who your true friends are, you know who is real and you know who is fake. And it's sad to say, but it is true. It is life, guys. You know, I used to be naive, and I used to think that this world is like, you know, happy-go-lucky, and mọi sự trên đời này là màu hồng. Nhưng mà qua năm 2023, Kelly mới hiểu được là cuộc đời không màu hồng. Cuộc đời không như là mơ, như những bài hát mà mình hát. Nhưng mà cuộc đời là đầy cái sự thử thách các bạn, đầy cái sự khó khăn. Nhưng mà nếu mà mình nhìn một cách tích cực thì thật sự đó là một cái rèn luyện vô cùng quý giá mà trong trường học không bao giờ dạy mình. Những cái gì mà Kelly trải qua trong cuộc đời của Kelly trong 4 năm nay, trường đâu bao giờ dạy đâu các bạn. Kelly thấy trường dạy toàn những điều mà bây giờ Kelly không có dùng. Giống như hồi xưa đi học, học 4-5 năm geography, học về địa lý các bạn, dùng đọc cái bảng bản đồ hồi xưa đó. Bây giờ đâu có xài đâu. Bây giờ có iPhone, có Samsung, xài Google Maps. Cho nên có nhiều thứ mà thực tế trong cuộc sống trường học không bao giờ dạy mình, mà chỉ có trường đời mới dạy mình thôi. Nhưng mà có thể Chúa cho Kelly cái tính thờ ơ, cái tính Kelly không biết cái tính Kelly gọi làm sao nữa, nhưng mà Kelly không có để nặng. Tại vì đối với Kelly á, không có gì mà đáng sợ hơn là Chúa. Đáng sợ đây á, không phải là Kelly phải dùng cái chữ đáng sợ. Chúa là tình thương. Sợ đây không phải là sợ Chúa hại mình, không phải là sợ Chúa như là một con người mà có thể làm ác, có thể giết hay là có thể
mưu hại mình, không phải sợ Chúa. Đây là Kelly chỉ sợ làm cho Chúa buồn lòng. Tại vì các bạn cứ tưởng tượng đi, và cái này Kelly mất hết gần 41 năm Kelly mới ngộ ra được, là cái người duy nhất trong cuộc đời này mà mình phải được, phải sống như thế nào mà đẹp lòng á, là thật sự sống làm sao để đẹp lòng Chúa các bạn. Tại vì ví dụ đi, con cái cả lời cha mẹ, nó dọn ra ngoài nó ở, nó cũng đi làm kiếm tiền, nó vẫn nuôi nó được. Có nghĩa là có những trường hợp trong cuộc đời mình không làm đẹp lòng những người bên cạnh mình thì nói thẳng ra là mình vẫn sống được. Có nghĩa là mình tự lực, mình đi làm, mình nuôi sống bản thân mình. Có nghĩa là mình có thể mất những cái tình thương, quan hệ, những cái tình người có thể là mình mất. Nhưng mà ý Kelly muốn nói đây là mình vẫn sống nuôi cái bản thân mình, vẫn mình nghĩa là Kelly không biết giải thích như thế nào, nhưng mà nói tóm lại là mình làm buồn lòng. Và for sure con người với nhau, cha mẹ làm buồn lòng con cái làm lòng buồn lòng cha mẹ, vợ chồng làm buồn lòng nhau. Có nghĩa là chúng ta sống con người với con người, cái liên hệ, cái mối tương quan đương nhiên sẽ có những cái sức mẻ và những cái conflict, cái đó là chuyện không thể tránh được rồi các bạn. Nhưng mà cái người mà Kelly sợ nhất làm buồn lòng, mà bây giờ Kelly biết và ngộ ra được, đó là Chúa. Tại vì khi mà Kelly chết đi với các bạn, tại vì bên Công giáo á, cái này là cho các bạn nào mà không phải là Công giáo, Kelly xin chia sẻ với các bạn không phải là trong đạo Công giáo của bên Kelly, là bên Công giáo tin rằng là đời này là chỉ là cái tạm bợ thôi. Sau khi chúng ta chết đi thì chúng ta về với Chúa, có nghĩa là chúng ta, cái linh hồn của chúng ta vẫn còn đó. Thì Kelly chỉ sợ duy nhất là làm buồn lòng Chúa, là tại vì sau này khi mà Kelly chết đi, người mà Kelly phải trả lời với đó là Chúa. Và Kelly trả lời với một đấng tối cao mà đã hy sinh, chết trên tay thánh giá để chuộc tội cho Kelly. Đối diện với một người cha như thế, đó mới là cái điều sợ nhất các bạn. Sợ làm Chúa buồn lòng. Nếu mà các bạn có bao giờ làm cho cái người nào mà thương mình thất vọng á, mình cảm thấy bức rứt lắm các bạn. Bức rứt vô cùng. Mình cảm giác như là mình là cái người tội lỗi nhất trên đời. Thì đó là cái cảm giác mà Kelly muốn nói đây, là cái ngày mà Kelly phải gặp Chúa, thì đó là cái ngày mà Kelly phải trả lời những gì Kelly làm ở trần gian này. Like, I have to answer to God is what I'm trying to say. Cho nên Kelly sợ nhất trên đời, thật sự trên đời này không có gì mà Kelly sợ đó các bạn. Thậm chí cả chết cũng không sợ, là tại vì như Kelly có nói á, Kelly làm ở nhà hoàng hoa sen lotus, Kelly thấy con người ta, con nít cũng thấy, ông bà già cũng thấy, những người mà tuổi 40-50 cũng thấy. Có nghĩa là bất cứ mọi lứa tuổi Kelly đều thấy chết đi không mang được cái gì, chỉ có nằm trong cái hòm và sau đó được chôn hoặc là thiêu. Cuộc đời nó quá vô thường các bạn. Cho nên Kelly đã chia sẻ với gia đình và bạn bè là ước mơ, lý tưởng của Kelly đã đạt được rồi. Những gì mà Kelly mơ ước
Chúa đã đồng hành và mang những người thân, gia đình, bạn bè, những anh chị em trong cộng đồng đã hoàn thành cái ước mơ của Kelly. Kelly đã hoàn thành rồi. Thì các bạn mà có coi các bạn mà có coi follow Kelly thì các bạn biết những cái hoạt động. Cho nên thật sự đối với Kelly á, những gì mà Kelly muốn đạt được ước mơ của mình cho cuộc sống này, Kelly đã làm được rồi. Cho nên bây giờ Chúa mà có gọi Kelly về á, Kelly thật sự không còn cái gì hối tiếc hết các bạn, là tại vì những gì Kelly đã trải qua trong cái cuộc đời này, tuy là nó ngắn 41 năm thôi, nhưng mà Kelly đã trải qua rất là nhiều. Kelly nhìn lại như mỗi năm mà Kelly viết cái nhật ký của nguyên năm á các bạn, Kelly thấy khủng khiếp luôn, không biết thời gian đâu mà làm quá trời việc. Cho nên thật sự trong 13 năm nay Kelly đã làm rất là nhiều việc trong cuộc sống. Và những ước mơ mà Kelly có, Kelly cầu nguyện, cầu xin Chúa cho Kelly đạt được, Kelly đã có rồi. Cho nên vì thế bây giờ mà Chúa có gọi Kelly về, Kelly cũng sẵn sàng. Kelly đã chuẩn bị tinh thần, Kelly đã chuẩn bị bảo hiểm nhân thọ, Kelly cũng đã chuẩn bị mua quan tài, cũng chuẩn bị trả tiền ma chay, có nghĩa là tất cả những gì mà liên quan tới Kelly. Nếu mà Kelly chết đột ngột, Kelly đã chuẩn bị hết rồi. Cho nên Kelly không có lo cái gì nữa hết. Cho nên bây giờ những gì mà Chúa cho thêm, Chúa cho sống ngày nào, Chúa cho mình sức khỏe để mình phục vụ Chúa, phục vụ cho tha nhân, là coi như là bonus đối với Kelly thôi. Cho nên vì thế Kelly chỉ sợ nhất là làm buồn lòng Chúa. Cho nên vì thế bây giờ Kelly mới biết được rằng nếu Kelly thương Chúa, nếu Kelly thật sự thương Chúa thì Kelly sẽ nghe lời Chúa dạy. Đó là thứ nhất, mến Chúa và yêu người. Mến Chúa thì khỏi nói rồi, đã mến, đã yêu, đã theo Chúa, làm đệ tớ của Chúa, cái đó thì đã xong rồi. Bây giờ cái điều thứ hai cũng là cái điều mà Kelly muốn chia sẻ trong cái story of the day mà dài, thật là dài. Kelly chắc nghĩ nãy giờ chắc cũng cả hơn cả tiếng rồi các bạn. Thì không biết các bạn nào có kiên nhẫn mà ngồi nghe hay không cho tới giờ cuối, nhưng mà bây giờ mới tới cái point, mục đích của cái video này là làm sao mà thương được người ghét mình, làm sao mình có thể thương được kẻ thù của mình. Thì bây giờ Kelly xin chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của mình ha. Kelly có thể nói với các bạn là Kelly đang học nha, và Kelly đã tập được cách thương những người ghét mình, thương kẻ thù của mình. Thật sự mình không ghét người ta, làm sao người ta là kẻ thù của mình, nhưng mà nói theo dễ hiểu là những kẻ thù của mình, những người mà hại mình, những người xấu với mình, phải học và phải tập. Và Kelly chia sẻ với các bạn là người mà Kelly học là thật sự từ Chúa Giêsu các bạn. Và hồi nãy Kelly có kể với các bạn là khi Chúa bị treo trên cây thánh giá, Chúa vẫn có thể có đủ tình thương, có dư tình thương, có bao nhiêu tình thương trong lòng của Chúa. Chúa vẫn có thể nói một câu: xin Cha tha tội cho họ vì họ không biết những việc họ làm. Thì khi mà Chúa nói được cái câu đó, Chúa cho Kelly hiểu rằng là cái cách duy nhất mà mình có thể có nghĩa là một cách duy nhất mà mình có thể tìm được sự bình an
trong tâm hồn của mình là điều thứ nhất. Cách duy nhất mà mình tìm được niềm bình an trong tâm hồn đó là yêu thương các bạn. Chỉ có yêu thương, dù cho khó thương, nhưng mà chỉ có yêu thương mới làm cho cái lòng mình nó hạnh phúc, và nó làm cho mình được bình an. Tại vì khi mà mình mang một cái sự hận thù, khi mà mình mang một cái sự ăn miếng trả miếng, khi mà mình mang một cái sự ganh ghét, thì mình không bình an. Dù rằng mình ghét cái người đó và mình muốn những điều xấu xa nhất xảy ra với họ, tại mình ghét họ mà, nhưng mà cái điều xấu xa đầu tiên xảy ra với mình là mình không được cái sự bình an. Và khi mà các bạn tưởng tượng các bạn giận ai đó, ghét ai đó, hay người nào mà làm cho các bạn bực tức trong lòng các bạn, thù hằn họ, các bạn thật sự không hạnh phúc. Dù cho có tiền, có nhà cao cửa rộng, cái vật chất nó thật sự không mang lại cái sự bình an các bạn. Và những người nào mà đã trải qua cái này rồi, Kelly hy vọng các bạn hiểu cái ý Kelly muốn nói. Tại vì Kelly nói chuyện không hay, từ ngữ dùng cũng không rành, là tại vì mình tiếng Việt không phải là cái tiếng đầu tiên của Kelly học. Kelly học tiếng Anh là tiếng đầu tiên, cho nên vì thế cái từ ngữ Kelly không biết diễn tả làm sao mà nó chính xác. Mà Kelly mong rằng các bạn hiểu được cái ý mà Kelly muốn nói, là trước khi mà mình ghét ai, mình muốn cái gì xảy ra với cái người mình ghét, thì cái điều xấu đã xảy ra trên mình trước. Đó là cái sự bực tức và cái sự khó chịu và cái không bình an trong tâm hồn, trong lòng của mình. Thì cái đó là thật sự là cái địa ngục trần gian á các bạn. Cho nên vì thế khi mà Chúa xin Chúa Cha cho những người mà hại Chúa, thì Kelly tưởng tượng được trong lòng của Chúa được bình an. Và tại vì bị người ta sỉ vả, đánh đập, phản bội, mạ lị, vu khống và đóng đinh đau đớn trên cây thánh giá, mà Chúa không ghét người ta như là cái bản tính con người ha. Gặp mà một người bình thường như mình á, là mình thù cái người đó, và con cháu của mình hay ba mẹ của mình hay là người thân của mình mà thấy họ làm như thế cũng thù những cái người xấu đó và sẽ tìm cách trả thù, có nghĩa là trả thù qua trả thù lại, sẽ không bao giờ. Thí dụ họ hại Chúa Giêsu, rồi xong rồi người thân của Chúa Giêsu đi kiếm họ để trả thù, giết họ, rồi xong rồi con của cái người xấu đó lại đi giết lại họ, có nghĩa là cứ giết qua giết lại, sẽ không bao giờ hết. Cho nên đó là lý do vì sao mà Kelly hiểu là Chúa không mang cái sự hận thù, không có tương quan tương báo, mà Chúa dùng cái tha thứ và cái tình yêu thương để hòa giải những cái sự hận thù, những cái sự ganh ghét, những cái sự hãm hại, những cái sự chia rẽ, những cái chiến tranh. Chúa dùng tình thương để mà hòa giải nó. Thì bây giờ Kelly mới hiểu được là cái cách duy nhất mà mình có thể sống hạnh phúc là thật sự mình có thể let go, mình có thể cầu nguyện cho những người mà đối xử xấu với mình. Và cái này á, Kelly bị conflict về, nghĩa là Kelly bị nhức đầu về cái lý thuyết này lắm đó nha các bạn. Có nghĩa là nó đi ngược lại với tất cả những gì mà cái tính bình thường của con người của Kelly hồi xưa. Hồi xưa mà mình xấu bao nhiêu, mình ích kỷ, mình xấu xa bao nhiêu, thì bây giờ Kelly phải học và phải tập đảo ngược lại hết luôn á các bạn. Và cho nên nhiều lúc Kelly mới hiểu là tại sao mà con người ta không có thích
theo Chúa. Tại tại vì theo Chúa toàn là làm ngược lại những gì mà con người bình thường làm không à. Đó, Chúa dạy người ta ghét mình thương người ta, tại hay là nghĩa là Chúa dạy luôn luôn mình là cái người cảm giác như là mình là cái người thiệt thòi. Nghe vô là thấy mình thiệt thòi, nhưng mà cái đó là mình nghe và mình hiểu theo cái ích kỷ và cái sự hơn thua của con người. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ theo Chúa các bạn, thì mình sẽ thấy rằng những cái gì mà mình nghĩ là thiệt hại cho mình, những lời Chúa dạy mà thiệt hại cho mình, thật sự không phải là thiệt hại đâu các bạn. Nhưng mà đó là những cái hồng ân cho mình đó các bạn. Nói thiệt, sống trên đời Kelly nghĩ cái điều mà hạnh phúc nhất mà mình có thể có mà tiền không mua được, đó là cái sự bình an. Các bạn có nghe cái bài hát mà người ta nói là người giàu cũng khóc mà, người giàu cũng phải chết, người giàu cũng phải bị sanh lão bệnh tử, người là người giàu hay người nghèo cũng chết đi xuống cái hòm, người giàu người nghèo chết cũng đi xuống dưới đất nằm. Cho nên thật sự sống trên đời vật chất đầy đủ, khác biệt địa vị với nhau bao nhiêu, thì đùng chết mọi người cũng như nhau nhau các bạn. Cho nên vì thế Kelly mới hiểu được rằng cái điều mà hạnh phúc nhất mà tiền không mua được, đó là sự bình an. Và sự bình an đối với Kelly là chỉ có Chúa có thể cho mình được. Và Chúa cho mình, nhưng mà mình phải là cái người làm. Chúa dạy mình, Chúa làm cái gương cho mình, Chúa trải qua những gì một con người có thể trải qua được. Chúa trải qua hết những gì mà loài người chúng ta có thể trải qua, là Chúa chịu hết đó. Và Chúa chịu như vậy để Chúa cho mình thấy rằng là Chúa đồng hành cùng mình, Chúa cùng với mình. Trong cái đau đớn của mình, Chúa cũng đã bị rồi. Và khi Chúa chết trong vinh quang, Chúa chết vì tình yêu, Chúa chết vì cứu mình, và Chúa đã sống lại. Cho nên vì thế Chúa cho mình cái niềm hy vọng là trong cái khổ, trong cái chết thì nó sẽ có cái phục sinh. Và các bạn sẽ thấy tuần sau sẽ là Easter và Good Friday là như vậy. Thì các bạn biết không, Kelly hồi nào từ nhỏ tới lớn Kelly đi lễ với các bạn. Nói thật chứ mình đi lễ hàng tuần chứ không phải là mình thánh thiện hay tốt lành gì đâu các bạn. Lúc xưa đi là vì thói quen, đi vì ba mẹ bắt, bị gì bắt đi. Cho nên lúc mình đi á, mình lo ra lắm, mình không có quan tâm, mình cũng chẳng hiểu cái lời cha giảng cái gì, và mình cũng chẳng thấy nó áp dụng cho cuộc sống của mình. Nhưng mà Kelly rất may mắn là những gì mà Kelly trải nghiệm trong cuộc sống này, và đặc biệt trong vòng 4 năm qua, nhiều nhất là năm 2023, Kelly đã trải nghiệm được và Kelly hiểu được một phần nào đó cảm giác của Chúa trong cái cuộc khổ nạn của Chúa. Kelly xem cái câu chuyện của Chúa mà Kelly áp dụng vô cái cuộc đời của Kelly năm 2024, có nghĩa là hơn 2000 năm sau, Kelly vẫn có thể áp dụng được những gì mà Chúa dạy, cách Chúa xử sự, cách Chúa đối xử với những người hại Chúa, đóng đinh Chúa, phản bội Chúa. Mà thường thường những người phản bội mình là những người thân với mình thôi các bạn. Và Kelly cũng nói thật là Kelly cũng bị những người thân phản bội. Mình chỉ có thể nói là lúc đó mình ngu, mình tin. Nhưng mà lúc đó tức lắm các bạn, lúc mà bị bán rẻ, bị phản bội, bị chơi, nếu mà gọi theo cái cách bình dân là bị
chơi bị phá, mình đau lòng lắm. Là tại vì mình tưởng họ như thế đó, nhưng mà họ không phải. Và cái người mà họ có thể làm tổn thương với mình và họ có thể hại mình chỉ có những người mà thân bên mình, không phải là gia đình hay là không phải bạn bè. Nghĩa là những người thân, có thể bất cứ người nào mà mình thân, mà mình cho họ biết về cuộc sống của mình, những người mà mình tưởng là bạn của mình, những người mà mình tưởng là người mà mình có thể tin cậy, thì chỉ có những người đó họ mới bán rẻ mình, họ mới phản bội mình, là tại vì họ biết về mình để mà họ hại mình. Chứ người dân nước lã mà các bạn không gặp, các bạn không quen biết, các bạn không kể chuyện cho họ nghe, các bạn không nói gì với họ, thì họ đâu có biết gì về các bạn mà họ hại các bạn đâu. Cho nên những người hại mình, những người bán rẻ mình, những người phản bội mình, những người có thể bày mưu hại mình là thường thường những người biết về mình, hoặc là những người biết những người biết về mình, và họ liên kết với nhau để mà tìm cách để hại mình. Thì đó mới là cái điều buồn, tại vì mình bị phản bội. Thì Chúa cũng bị những người môn đệ của Chúa, những người học trò của Chúa mà đã thề non hẹn biển, chúng con sẽ nghe lời thầy, chúng con sẽ đi theo thầy cho tới chết, có nghĩa là Chúa cũng đã nghe những lời mật ngọt chết ruồi như chúng ta cũng đã nghe. Nhưng mà cuối cùng họ vì cái quyền lợi riêng của họ, họ và cái quyền lợi của họ đây là có thể cái tính mạng của họ, tiền bạc của họ, danh vọng, địa vị, tất cả những cái gì mà quyền lợi của một con người. Thì đương nhiên khi mà con người rơi vào cái sự thử thách đó thì mới biết được người nào là người thật lòng và người bạn của mình. Và Chúa không trách cái người phản bội Chúa này, tại vì Chúa hiểu họ là cái người yếu đuối, họ bị cám dỗ, Chúa thông cảm. Cho nên đó là lý do vì sao mà Chúa dùng cái tình thương của Chúa nó mãnh liệt và nó mạnh hơn cái sự hận thù. Và trong Chúa, Chúa không bao giờ có, đó là cái sự khác biệt giữa Chúa Giêsu với chúng ta, là Chúa không bao giờ làm tội lỗi, và Chúa không bao giờ mang cái sự hận thù. Thì Kelly trải qua năm 2023 là một năm thử thách lớn nhất trong cuộc đời của Kelly về tinh thần đấu tranh, tinh thần qua lại và về thể xác nữa. Nhưng mà các bạn thấy Kelly ngồi đây thì thật sự Kelly chỉ có thể nói với các bạn là Kelly đã được ơn Chúa, được ơn Chúa Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần, Cha Diệp, Đức Mẹ Măng Đen. Kelly về Kelly cầu xin, năm nào Kelly về Việt Nam đi mission trip, dù cho đường xa cỡ nào đi nữa, Kelly cũng về tạ ơn Cha Diệp, tạ ơn Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Măng Đen hết. Và những gì mà Kelly thấy trong cuộc sống của Kelly và trải nghiệm những gì trong cuộc sống của Kelly và trải qua những cái điều mà Kelly trải qua trong cuộc sống của Kelly, mà Kelly vẫn còn đức tin, vẫn còn vững cái lý tưởng của mình, thì thật sự đó là một cái ơn của Chúa các bạn. Và đó là cái điều mà càng làm cho Kelly sợ Chúa hơn. Cái đó càng làm cho Kelly sợ, làm buồn lòng Chúa hơn, là tại vì hồi xưa Kelly chối Chúa. Kelly cũng là cái người chối Chúa. Kelly là người Công giáo, đã rửa tội khi Kelly còn bé, mà Kelly đã bỏ Chúa, Kelly chối Chúa, Kelly qua một cái đạo khác, Kelly không tin Chúa. Cho nên và Kelly làm không biết bao nhiêu tội lỗi trong cái 41 năm sống ở trên trái đất này. Cho nên một người tội lỗi như thế mà Chúa không bỏ Kelly, mà các bạn thấy, các bạn mà friends với Kelly, hay các bạn mà chung quanh Kelly, gia đình bạn bè, các bạn thấy rằng những gì mà Kelly có ngày hôm nay và cái về cái tinh thần ha, lẫn thể xác, là thật sự là Kelly được ơn Chúa, và Kelly cảm nhận Chúa đã đồng hành và Chúa đã giúp cho Kelly rất là nhiều qua những anh em, bạn bè, gia đình, những người cùng chung chí hướng, những anh chị em trong cộng đồng. Chúa cho Kelly thấy cái đó,
qua những người bên cạnh Kelly. Cho nên hỏi Kelly là Chúa có thật hay không? Chúa có thật. Chúa sẽ không hiện ra để cho cái mắt của mình thấy Chúa. Nhưng mà nếu mà mình có đức tin, mình tin trong tâm hồn, thì mình sẽ thấy được trong cái tâm hồn của mình và trong cái đầu óc của mình á, các bạn sẽ cảm nhận được là Chúa có hiện diện và Chúa đồng hành cùng mình. Điều thứ hai là lời nói không có hành động là lời nói chết. Nếu mà Kelly nói Kelly thương Chúa mà hai điều mà Chúa dạy mà Kelly không làm được, thì thật sự Kelly cũng giống như những người chót lưỡi đầu môi, nói cho có thôi. Nhưng mà Kelly, dù cho đã là một người hồi xưa rất là xấu, ích kỷ và luôn luôn cứ có cái tính là ăn miếng trả miếng đó các bạn, mà bây giờ Kelly phải bỏ hết những cái tính cũ của Kelly mà làm những cái lời mà Chúa dạy, là cầu nguyện cho những kẻ thù của mình nè, cầu nguyện cho những người ghét mình, thương những người, thương kẻ thù của mình. Thì bây giờ Kelly mới hiểu được làm sao có thể thương được kẻ thù của mình. Thì Kelly xin chia sẻ với các bạn cách mà Kelly làm ha. Đối với những người Công giáo các bạn là hàng tuần đi lễ thì cái đó là cái chuyện phải làm rồi. Nhưng mà nó có cái nghi thức là xưng tội ha. Có nghĩa là mỗi lần mà mình làm cái gì đó mà phạm lỗi thì mình đi xưng tội với Cha, hoặc là mình cầu nguyện Chúa, mình xin Chúa tha thứ cho mình. Ví dụ Kelly làm buồn lòng ba mẹ, Kelly nói dối ba mẹ ví dụ đi, Kelly cầu xin Chúa tha thứ cho Kelly rồi xong rồi giúp cho Kelly hoàn thiện hơn. Kelly cầu xin Chúa là Kelly yếu đuối, Kelly bị cám dỗ, hay là các bạn có làm cái gì, bây giờ Kelly không kể ra được hết, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng là các bạn phạm một cái tội gì đi ha, mà các bạn cầu xin Chúa tha thứ cho mình, cầu xin Chúa thông cảm cho mình là người mỏng giòn. Thì khi mà mình làm lỗi, mình đi xin Chúa tha lỗi cho mình, đúng không? Thì cái này mới là cái mà Kelly ngộ ra là các bạn. Và Kelly ngộ ra ngày hôm nay đó. Kelly ngộ ra cái này mà Kelly cứ thắc mắc là tại sao hồi nào giờ mình không ngộ ra, trong khi mình đi lễ hàng tuần, mình nghe Cha giảng không biết bao nhiêu lần, mà mình không ngộ ra, mà bây giờ Kelly ngộ ra là cách mà mình có thể thương những người mà ghét mình, mình thương kẻ thù của mình. Đơn giản là mình hiểu được mình là người tội lỗi. Điều thứ nhất Kelly hiểu được rằng là Kelly chấp nhận và Kelly hiểu rất rõ là Kelly là người tội lỗi. Kelly không phải là một người hoàn mỹ. Kelly không phải là cái người perfect. Kelly là cái người tội lỗi, và thậm chí tội lỗi rất là nhiều. Điều thứ hai là Kelly hiểu và chấp nhận một điều rằng tất cả những gì trong cuộc đời này, tất cả nha, Kelly nói tất cả, từ sức khỏe cho tới trí khôn ngoan của mình, hay là tiền bạc, hay là vật chất, hay là người thân người này, có nghĩa là tất cả những gì mà một con người có được, ok, trong trường hợp của Kelly, những gì mà Kelly có trong cuộc đời này không phải là của mình. Những gì mà Kelly có là cái phương tiện và những cái gì mà Chúa đưa đẩy đến, Chúa cho, Chúa ban cho Kelly, có những cái đó để Kelly sử dụng và trải nghiệm trong cái cuộc đời này thôi. Và khi mà Kelly chết đi á, Kelly không mang được những cái điều đó theo. Cái đó là hồi nào tới giờ mà
Kelly nghĩ rằng Kelly không hiểu cái lý lẽ đó. Tại vì người ta nói rằng chết là hết, nghĩa tử là nghĩa tật, nghĩa tận. Tất cả những gì mà mình có ở trần gian này, mình không mang đi được. Mình chỉ có cái tâm linh hồn của mình thôi các bạn. Cho nên nếu mà các bạn tưởng tượng, nếu mà các bạn hiểu được cái này thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn các bạn. Tại vì bây giờ Kelly, cái này thì Kelly bây giờ mới hiểu cách giải thích, nhưng mà cái ngộ ra này á, là Kelly có sau khi bị ném đá cái vụ mà hội chợ Đông Nam Á đó, Tết vừa qua, sau khi bị cái đó và sau khi làm 8 video bản tường trình, video Taste of Sea Statement á, thì khi mà Kelly làm 8 cái video đó ha, nó mất Kelly và Khoa hết 3 tuần các bạn. Tại vì khi mà làm những cái video đó đó, phải coi từng cái livestream, phải nghĩa là nó tóm lại là giống như một cái vụ án vậy các bạn, phải tìm những cái bằng chứng, nói có xác mắc có chứng, và phải nói làm sao mà cái lời nói của mình như Chúa nói, Chúa dạy á, là mình hãy nói những lời mang ý nghĩa xây dựng, nói tục, nói xấu, nói hành, nói tội, nói phỉ báng, nói mạ lị, thật sự ai cũng nói được, tại vì đó là cái bản chất của con người mà. Mình giận quá, mình tức quá thì mình nói những cái lời mà sỉ vả, mình nói những lời mà chà đạp người ta rất dễ, là tại vì đó là cái bản chất, là không cần phải tập. Nhưng mà khi mà phải tập nói làm sao với những người mà đang ném đá mình, đang vu khống mình, mà nói một cách sự thật mà nhẹ nhàng đó các bạn, thì thật sự rất là khó. Cho nên khi mà làm cái bản tường trình 8 cái video đó, thật sự là có 9, nhưng mà nó là video 8 part A và video 8 part B. Part B thì Kelly chưa ra, có thể trước khi Kelly chết Kelly làm. Nhưng mà cái 8 video tới 8A là chắc cũng đủ rồi. Nhưng mà ý Kelly muốn nói đây là để làm 8 cái video đó nó mất rất là nhiều thời gian, 3 tuần để mà edit video, rồi nói cho nó hợp tình hợp lý, rồi này nọ. Cho nên rốt cuộc đã làm xong. Thì khi mà Kelly làm cái video đó, 8 cái video đó với Khoa các bạn, thì Kelly phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Cầu nguyện Chúa cho Kelly nói ra những lời mình nói, nó mang một cái hòa bình. Tuy rằng có thể những gì mình nói cái đối diện với mình không muốn nghe, hay là nó không có hợp lý, hay là nó không cùng một cái lý tưởng với họ, hay là cùng cái suy nghĩ của họ, thì cái đó không bàn. Tại vì mỗi người đều có một cái suy nghĩ riêng. Nhưng mà mình có thể nói được cái gì mình muốn nói khi mà mình bị ném đá, với cái tinh thần yêu thương và xây dựng nhất có thể, thì Kelly phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều các bạn. Thì Kelly mới hiểu được rằng là những gì mà Kelly có nó không thuộc về Kelly. Chúa cho Kelly những gì mà Kelly có để Kelly dùng trong cuộc sống này. Và nếu mà Kelly biết dùng những cái gì mà Chúa cho Kelly, thì Kelly có thể làm đầy tớ của Chúa một cách Chúa đẹp lòng. Còn nếu mà Kelly không biết dùng những gì Chúa cho mà sống không giúp được gì cho tha nhân, và cũng không giúp gì được cho cái linh hồn của mình, thì Kelly sẽ làm Chúa buồn lòng. Và Kelly có nói với các bạn cái điều mà Kelly sợ nhất trên đời này bây giờ á, là làm buồn lòng Chúa. Tại vì Chúa là cái người cuối cùng, khi mà Kelly chết mà Kelly phải đối diện, He is the only one that I have to answer to. I do not have to answer to anybody. Cho nên vì thế hai điều á, mà Kelly nói dài dòng là tại vì Kelly không có
giỏi kể chuyện mà cũng không phải là nhà văn, nói cũng không có phải là văn chương. Nhưng mà hy vọng các bạn có thể hiểu được cái ý của Kelly muốn nói là Kelly tập Kelly phải tập và học hai thứ. Và nếu mà các bạn có bị như Kelly trong cuộc sống, hay các bạn có trải qua những gì Kelly trải qua, thì nếu mà các bạn thử hai cái phương pháp này coi nó có thể giúp được cho các bạn như đó, nó đã giúp cho Kelly hay không. Và thật sự nó đã giúp cho Kelly thật sự luôn các bạn. Và như Kelly nói rằng, điều đầu tiên mình luôn nghĩ mình là người tội lỗi. Là tại vì khi mà mình nghĩ mình là người tội lỗi á, mình sẽ không lên án người khác. Mình Kelly đi nhà thờ hay là ở nhà, mỗi lần mà Kelly phạm tội, Kelly nghĩ mình làm sai cái gì đó, hay Kelly làm tổn thương ai đó, Kelly cầu xin Chúa hãy tha thứ cho con vì con đã làm cái này 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 kia, thì mình làm lỗi, thì có nghĩa là tất cả thiên hạ này, mọi người sống trên trái đất này cũng là con người như mình, thì họ cũng làm lỗi. Thì nếu mà mình xin Chúa tha cho mình, thì tại sao mình không tha cho người ta, mình không tha thứ cho người ta? Tha thứ đây là mình đừng có mang cái sự hận thù, mình đừng có hơn thua, ganh ghét với anh em của mình. Nếu mà có những cái mối quan hệ mà mình có thể giúp hoàn thiện được để cho nó hàn gắn lại, thì mình cố gắng mình làm. Còn nếu có những cái mối quan hệ mà mình thấy nó toxic quá, nó độc hại quá, mình không muốn tiếp xúc nữa, thì mình cứ giữ một cái dung hòa, mình giữ một cái peace, mình không tiếp xúc với họ nữa, mình không ghét họ, mình không thù oán họ, mình không tìm cách để hại họ, mình không ăn miếng trả miếng, mình không ăn đũa trả đũa, mình tránh xa họ, nhưng mà mình mang một cái sự bình an. Tôi hiểu, giống như là Kelly tập cái tính là tôi hiểu vì sao bạn hại tôi hiểu vì sao bạn ghét tôi. Có thể bạn coi tôi là một sự đe dọa, có thể bạn coi tôi làm sai với bạn, hay là tôi uy hiếp bạn, hay là tôi cái gì gì đó mà bạn không thích tôi bạn. Cho nên nếu mà mình hiểu cho họ vì sao họ làm như vậy, thì mình không còn trách họ nữa các bạn. Tại vì mình cũng làm lỗi vì quyền lợi của mình, vì mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình muốn được việc này, thì chính bản thân mình cũng làm những gì mà cái người kẻ thù của mình cũng làm. Có nghĩa là Kelly nói tương đối thôi nha, chứ không phải là các bạn cố gắng hiểu cái ý, còn cái lời chữ Kelly dùng sai thì các bạn xin bỏ qua cho. Nhưng mà ý Kelly muốn nói đây rằng là nếu mà mình đi lễ hay đi chùa, mình xin được tha tội cho những cái tội lỗi của mình, mà mình muốn Chúa tha tội cho mình, thì mình phải tha tội cho anh em của mình. Bởi vì trong cái lời dặn của Chúa đó, xin Chúa tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha tội cho những người làm hại chúng con, ví dụ vậy đó. Cho nên Kelly mới 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 tập được cái sự tha thứ. Có nghĩa là đây, mình không ghét, mình không giận, mình không nguyền rủa, mình không có nóng ruột nóng gan khi mà mình gặp cái người mà mình ghét, hay là mình gặp cái người kẻ thù của mình, không còn cái đó nữa. Và chỉ khi mà mình hiểu được bản thân mình cũng là người tội lỗi, mình cũng đi xin tội, mình cũng cần Chúa tha tội cho mình, thì những người mà, tại vì khi mà mình, Chúa chết vì mình đúng không, Chúa chết để đền tội cho mình, mà mình vẫn làm những cái việc sai để buồn lòng Chúa. Tại vì sao, mình là con người mà, mình yếu đuối mà, mình có cái sự ích kỷ của mình mà. Mà nếu mà mình đã làm lỗi cho cái người
mà đã chết vì mình là Chúa Giêsu. Mà mình xin Chúa tha tội cho mình mà mình không tha thứ được cho anh em của mình. Như vậy xin hỏi mình có đáng được Chúa tha thứ hay không? Thì khi mà Kelly nghĩ tới cái đó đó, Kelly mới hiểu được vì sao Kelly phải học cái tính tha thứ. Là tại vì Kelly mong, Kelly cũng muốn Chúa tha thứ cho những cái lỗi lầm của Kelly. Cho nên khi mà mình đã hiểu được là mình là người tội lỗi, thì khi mà người khác làm lỗi với mình, mình hiểu vì sao họ làm, vì họ cũng yếu đuối như mình, thì mình đừng có mang cái sự hận thù nữa, mà mình cầu nguyện. Giống như khi mà Kelly làm lỗi, làm sai, phạm tội, Kelly cầu nguyện với Chúa, xin Chúa hãy đồng hành và giúp cho Kelly hoàn thiện hơn. Thì bây giờ Kelly cũng cầu nguyện, và cái này dám nói, dám làm và làm thật các bạn. Và cái này Kelly phải tập dữ lắm, nhưng mà làm được. Vì sao? Vì cái tình thương mà Chúa dạy cho Kelly á, nó mạnh hơn cái hận thù. Cái hận thù người ta thường gọi là cám dỗ, Satan. Những cái hận thù nè, những cái ghen ăn tức ở nè, những cái ganh ghét nè, những cái drama, những cái tạo chiến tranh, những cái tính đó, nó là cái cám dỗ của Satan, của cái tội ác mà nó gây ra cái sự bất hòa giữa cái liên hệ con người với nhau. Cho nên vì thế khi mà Kelly cầu xin Chúa cho Kelly, giúp cho Kelly có thể hoàn thiện hơn, xin Chúa hãy giúp cho Kelly sửa những cái tật xấu, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho Kelly, thì Chúa dạy cho Kelly cũng làm như vậy cho anh em của mình, cho những người mà kẻ thù của mình. Thì Kelly đã tập làm như thế, và từ đó Kelly không còn giận, không còn ghét và không có kẻ thù trong lòng mình nữa. Vì mình hiểu rằng là mình muốn Chúa tha thứ tội lỗi của mình, thì mình cũng tha thứ tội lỗi của những người mà đối xử không tốt với mình. Và điều thứ hai là mình không có obsessive, ok? Mình không có coi, Kelly không có coi tất cả những gì mà Kelly có trên cuộc đời này là thuộc về mình hết á. Kelly chỉ coi những gì mình có là một cái phương tiện, một cái hồng ân mà Chúa cho mình thôi. Cho nên khi mà mình có cái này mà bị người khác lấy đi, hay là người ta ganh ghét mình, người ta tìm cách hại mình, hay là người ta giống như là, các bạn cứ tưởng có nhiều thí dụ lắm các bạn, nhưng mà ví dụ đi, có một lần có một người chị này, chị sinh hoạt với Kelly rất là lâu rồi trong cộng đồng, thì chị có nói với Kelly một câu là: Kelly ơi, chị nghĩ sau này á, cộng đồng sẽ không ủng hộ em nữa đâu, cộng đồng sẽ, cái thế giới Việt Nam sẽ không được như lúc đầu nữa đâu. Thì lúc đó Kelly nhớ rất rõ ràng là Kelly có nói với chị rằng là: chị ơi, em cầu nguyện cho cộng đồng và dân tộc mình được ngang hàng với những quốc gia khác. Kelly cầu xin Chúa cho cộng đồng chúng ta mỗi ngày mỗi lớn mạnh, để chúng ta để được cái văn hóa và cái tinh thần dòng máu Việt, hào khí Việt Nam cho con cháu sau này. Và Kelly tin đó rằng cái cầu nguyện đó của Kelly á, Kelly tin Chúa đồng hành với Kelly. Tại vì đó là cái ước mơ không phải của riêng Kelly mà bao nhiêu người khác nữa. Kelly tin rằng tất cả những người mang dòng máu Việt luôn muốn đất nước, dân tộc, con người Việt Nam chúng ta lớn mạnh. Ai cũng muốn tự hào về mình là người Việt Nam,
muốn cho con cháu mình có một cái cuộc đời sung túc, được ngang hàng với những các bạn nước khác, và đất nước Việt Nam mình, dân tộc Việt Nam mình được ngang hàng với những quốc gia khác. Cho nên đó là cái ước mơ không phải của riêng em, mà của tất cả những người mà em biết, những người mà đồng hành sinh hoạt với em trong cộng đồng. Cho nên Kelly mới nói với chị rằng là: chị ơi, em không nghĩ là như vậy đâu. Em tin, em phó thác vào Chúa và em có lòng tin nơi cộng đồng của mình. Em thương cộng đồng của em, người tốt, người thích mình, người đồng hành của mình cũng thương. Mà người không thích mình hay là người không ưa mình, mình cũng thương, nhưng mà thương cách khác. Thương đây là mình, những gì mình làm nó là cho một cái chung. Khi mà nói tới dân tộc Việt Nam thì đâu có loại ra những người mà mình không thích đâu. Mình không thích họ, họ cũng là cùng dòng máu với mình, họ cũng là anh em của mình. Họ, nếu mà nói anh em theo phương diện đạo á, là tất cả chúng ta là anh em với nhau, với một cha trên trời. Còn nói về dân tộc thì chúng ta cùng là người Việt Nam. Cho nên dù cho mình, cái người ghét mình hay kẻ thù của mình, họ cũng là người Việt Nam với mình. Cũng giống như một cái gia đình, cha mẹ có nhiều anh em, rồi anh em á không hợp nhau, rồi đấu đá nhau, rồi tổn thương nhau, thì cuối cùng buồn lòng vẫn là những người xung quanh gia đình mình thôi. Và mình ăn hiếp người trong gia đình mình, cuối cùng không ai được cái gì cả. Cho nên Kelly luôn nghĩ rằng á là người mình thương, người tốt với mình, gia đình mình, bạn bè mình, những người mà cùng chung chí hướng với mình thì mình thương là đã đành đi, không bàn tới nữa. Nhưng mà những người mà không thương mình, hay là những người thách đố mình, những người kẻ thù của mình, thì mình, nếu mà mình coi họ là anh em cùng dòng máu thì mình sẽ không có giận và không ghét họ, mà mình sẽ thông cảm cho họ và mình sẽ cầu nguyện cho họ. Và đó là cái cách mà Kelly suy nghĩ, học và tập suy nghĩ cái suy nghĩ như vậy, để Kelly có thể mặc dày, như nhiều người thường nói là Kelly mặc dày, có thể không để những cái toxic, những cái điều thử thách ảnh hưởng đến cái lý tưởng của mình. Thì đó là hai điều mà Kelly học. Tuy là kể dông dài các bạn, nhưng mà Kelly nói rõ với cái chị đó là Kelly có lòng tin với cộng đồng của Kelly. Và Kelly cũng tin rằng những người mà ghét mình, hay những người mà đối lập với mình, hay những người mà thách đố hay là phá mình, họ cũng có một cái lý tưởng chung cho dân tộc. Chỉ là cái đường hướng của họ và cái suy nghĩ của họ nó khác mình thôi. Thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, mình tôn trọng lẫn nhau và mình không phá nhau là được, mình không gây hại đến nhau là được. Cho nên đối với Kelly á, Kelly nói thẳng với chị đó là: chị ơi, em nghĩ chị sai rồi. Tại vì những gì em làm cũng không phải là em nghĩ ra, mà đó là cái việc mà em học từ những anh chị đi trước. Ví dụ cái taste ở Việt Nam đi các bạn. Tại vì Kelly đưa cái ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hình dung. Ví dụ cái taste Việt Nam đi, cái idea mà làm cái lễ hội văn hóa và ẩm thực đâu phải là từ Kelly mà ra đâu. Kelly cũng đi qua Mỹ. Năm 2016, Kelly gặp chị Jenny Đỗ, là người chị mà Kelly rất quý. Chị mời Kelly và ban quản trị của Áo Dài Canada qua bên Mỹ năm 2016. Kelly thấy chị làm một cái lễ hội áo dài rất là đẹp, cho nên Kelly xin phép chị và Kelly về đây, Kelly bắt chước. Cho nên cái lễ hội Taste Việt Nam nó cũng đâu phải là cái idea của Kelly đâu. Kelly cũng học từ những anh chị đi trước ra. Điều thứ hai nữa là làm được một cái chương trình như Taste Việt Nam hay là Taste of Southeast Asia cũng đâu phải một mình Kelly làm đâu, mà hơn 250 thiện nguyện viên, những người mà có công ăn việc làm rất là tốt, rất là giỏi, có gia đình sống rất là sung túc, có tiền nhiều hơn Kelly, đi chơi vacation hay là đi
nghỉ mát thời gian rảnh của họ, họ không làm mà họ cũng cùng một cái lý tưởng là muốn cho cộng đồng Việt Nam mình mỗi ngày mỗi lớn mạnh để được ngang hàng với những quốc gia khác, để con cháu của họ hãnh diện, họ con cháu của họ là người Việt Nam, họ cùng một cái lý tưởng chung với Kelly, cho nên những người đó họ cùng đến với nhau để mà làm cho một cái lễ hội như vậy, chứ đâu phải một mình Kelly làm đâu. Cho nên khi mà chị nói rằng là Kelly ơi, chị nghĩ là cộng đồng từ nay sẽ không ủng hộ em, cái đó là điều Kelly thấy rất là sai. Là tại vì cộng đồng dù cho có Kelly hay không có Kelly, ai cũng mong muốn một cái lý tưởng đó cho dân tộc mình. Và dù cho không có Kelly thì cũng có người khác lên làm muôn đời như thế. Cho nên nghĩa là thời điểm đó, hoàn cảnh đó, người đó, lúc đó thì chuyện đó xảy ra. Trong trường hợp này, trong thời điểm này thì Chúa dùng Kelly, Chúa dùng những người chung quanh Kelly, Chúa dùng những cái người mà đồng hành cùng Kelly. Đồng hành cùng Kelly nha, chứ không phải là đồng hành cho Kelly. Nó khác biệt xa lắm. Cho nên vì thế không có Kelly thì vẫn có người khác làm. Cho nên nếu mà chị nói rằng là cộng đồng sẽ không ủng hộ nữa vì không ủng hộ Kelly nữa, thì Kelly nghĩ rằng cái đó không phải đâu các bạn. Cho nên và cuối cùng chị nói cái này với Kelly là từ năm 2022, chị tuyên đoán như vậy và chị nói với Kelly thẳng như vậy, và Kelly cũng trả lời thẳng lại với chị. Và thật sự là hai người lúc đó là rất là tốt, nhưng mà Kelly không hiểu vì sao chị lại nói như vậy. Thì Kelly cũng trả lời thẳng luôn, tại vì mình là người vô duyên mà, mình nghĩ sao mình nói vậy. Và nhiều lúc có thể những cái lời nói của Kelly làm chị tự ái hay là làm chị không được vui, nhưng mà Kelly nói thẳng là Kelly không đồng ý cái lời nói của chị, vì những gì mà cộng đồng làm là vì cái chung, vì một cái dân tộc, vì một cái cộng đồng, ha, cái cộng đồng chứ không phải vì một cá nhân, và cũng không phải một cá nhân làm được, và cũng không sẽ một cá nhân làm được kết quả đó, nhưng mà đó là cái sự đồng hành của biết bao nhiêu người. Cho nên quả thật năm 2013 vừa rồi các bạn gặp những điều khó khăn, thử thách, nhưng mà tất cả mọi người cùng chung tay với nhau để tiếp tục làm cái lễ hội văn hóa và ẩm thực thế Việt Nam. Cho nên Kelly biết rằng là những gì mà Kelly tham gia, những gì Kelly có ở trần gian này, những gì mà Kelly thuộc về Kelly, Kelly không coi nó là cái gì thuộc về mình. Kelly nghiệm ra được, thấm được và hiểu được cái chân lý đó là không có gì trong cuộc đời này là của mình. Nó chỉ là cái tạm bợ, nó chỉ là cái đồ, hay là cái điều, hay là cái thời điểm, hay là cái hoàn cảnh, hay là cái situation đó xảy ra trong lúc đó vì nó phải xảy ra thôi. Và nếu nó không có mình, nó cũng sẽ có người khác. Cho nên hai điều nãy giờ giải thích dông dài để cho các bạn hiểu thêm về những cái trải nghiệm của Kelly có thật, để cho nếu mà các bạn có trải qua những cái này thì các bạn cũng biết được một thêm một cái perspective khác. Thì Kelly dùng hai cái nghiệm, cái thấm. I understand two things in life that help me to make it through the hard times that I have been through in 2023. One, never think that you're perfect. If I go to church and I pray to God to forgive me for my sins, then I should learn to forgive those who have hurt me and who have done wrong to me. Because we are human, we have our weaknesses. I am weak in times when I commit my sins. So when people hurt me,
they are also in their weak state. So rather than hating your haters, rather than hating your enemies, if you want to call them, pray for them. Pray for them just like you pray for yourself. Mình cầu nguyện cho họ như mình cầu nguyện cho bản thân mình. Nếu mà Kelly cầu nguyện, Chúa ơi, xin Chúa tha những tội lỗi của con. Xin Chúa giúp cho con hoàn thiện hơn. Xin Chúa ban bình an cho con. Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho con, để con làm đẹp lòng Chúa. Thì mình cũng cầu xin đó cho những người, cho kẻ thù của mình, cho những người mình không thích. Mình cầu xin Chúa ơi, xin giúp cho những người kẻ thù của con, hay là những người không thích con, hay là những người làm hại con, xin Chúa ban bình an, xin Chúa ban tình thương đến cho họ, để họ không làm những cái việc đó nữa, để họ có thể dùng thời gian của họ làm những việc có ý nghĩa hơn. Tại vì Kelly chẳng là cái người gì quan trọng mà họ phải dành thời gian hao hơi tổn sức để mà hại mình, hay để hay nghĩ tới mình, hay ghét mình. Trong khi thời gian đó, giống như Kelly nè, Kelly thật sự không dành thời gian để ghét người ta, hay là tìm cách trả thù người ta, hay là làm này cái kia. Nghĩa là khi mà đụng chuyện mình phải giải quyết thì mình phải giải quyết, và mình phải làm. Cũng giống như Kelly không định lên tiếng cái vụ của hội hội chợ vào dịp Tết năm 2023 của Taste of Sea. Nhưng mà vì những người mà không ảnh hưởng về cái lý tưởng của Kelly được, hay là không gây áp lực cho Kelly được, thì họ lại đi gây áp lực và họ đe dọa và hăm dọa nữa các bạn, những người xung quanh Kelly. Cho nên những người xung quanh Kelly cho Kelly biết là họ bị người ta email, bị người ta phone, bị người ta nói trực tiếp, đe dọa, hăm dọa, là nếu mà họ tham gia với Kelly, hay là họ đi với Kelly, hay họ bất cứ cái gì với Kelly, thì họ sẽ bị cái này, bị cái kia. Đó, thì khi mà Kelly biết những người vô tội mà tham gia và đồng hành cùng với Kelly bị vu khống, bị mạ lị, bị uy hiếp, thì Kelly phải lên tiếng. Thứ nhất là để cho những người đồng hành cùng mình hiểu được câu chuyện thật sự, và thứ hai nữa là mình nói lên cái sự thật bằng bằng chứng cụ thể. Rồi sau đó những người xem, những người biết chuyện tự nhận xét. Mình đưa ra cái video bản tường trình statement của Taste of Sea để nói lên những gì mà mình cần nói, và mình không phải là giành phe về mình, hay là mình không phải là muốn giống như là cho những người ghét mình thích mình lại, không phải. Nhưng mà mình đưa ra cái bằng chứng, cái sự thật, và mọi người đều có cái sự nhận xét riêng của họ để cho họ tự kết luận. Và mình vẫn tôn trọng cái quyết định của người ta, và mình cũng không bao giờ gây áp lực cho bất cứ ai phải đồng ý với mình, hay là tham gia với mình, hay là đồng hành cùng mình hết. Đó là cái sự freedom các bạn. Mình Chúa cho mình cái freedom để mình chọn cái đúng và cái sai để làm. Thì riêng Kelly cũng tôn trọng và không bao giờ gây áp lực cho những người xung quanh. Và thí dụ có những anh chị nói, Kelly ơi, anh chị không thể tham gia, không thể giúp, không thể đồng hành, Kelly cũng không bao giờ hỏi lý do vì sao. Kelly nói, dạ em cảm ơn anh chị cho biết, sau này nếu mà anh chị có thời gian thì xin sắp xếp sinh hoạt lại với cộng đồng. Thế thôi, ngắn gọn. Và những anh chị nào mà có coi cái video này mà có tiếp xúc với Kelly, và Kelly đã nói những cái câu đó, thì các anh chị có thể làm người bằng chứng là Kelly không bao giờ hỏi lý do và cũng không bao giờ gây áp lực. Tại vì chúng ta làm việc cộng đồng mà các bạn, không thể miễn cưỡng ai và cũng không thể áp đặt cái suy nghĩ của mình, hay là cái điều mình muốn trên người khác. Nếu mình muốn thì mình tự mình làm, mình mời gọi người ta, nếu người ta làm cùng với mình thì tốt,
còn ông làm chung với mình. That's okay. Tại vì mỗi người đều có một việc. Cho nên Kelly học một điều rằng các bạn muốn cuộc đời mình bớt khổ, tâm hồn mình được thanh thả, thì cố gắng đừng có obsessive. Tiếng Anh là obsessive or possessive. Còn tiếng Việt thì Kelly không biết nói như thế nào. Nhưng mà mình đừng có nắm lấy cái gì chặt quá. Có nghĩa là mình cứ nghĩ cái đó là của mình và không ai có thể lấy được. Ví dụ mình đi thi Hoa hậu, à mình phải thắng được cái đó, không ai hơn mình được. Có nghĩa là mình có cái tính như thế đó, đó. Mình bảo thủ, không biết có phải là đúng với cái từ ngữ mà giải thích hay không, nhưng mà khi mà mình so obsessive, ok, mình possessive và mình obsessive như vậy á, khi mà mình mất đi hay là khi mà mình bị người khác giật đi, lấy đi, hay là nói tóm lại là mình bị mất đi, thì mình sẽ rất là đau khổ, là tại vì mình quá cầm chặt nó. Nhưng mà nếu mà các bạn cứ ngộ ra một điều rằng tất cả những gì mình có trong cuộc đời này, nó có một thời gian nó cũng sẽ đi, hoặc là nó có một thời gian và nó sẽ có suốt đời, mình không biết được. Cả bản thân mình nè, mình còn thay đổi ba hồi nắng ba hồi mưa. Hôm nay mình thích Bob Chanel, một tháng sau mình lại chán, mình đi Louis LV. Có nghĩa là cả bản thân mình còn thay đổi theo thời gian nữa, huống chi những việc trên thế gian này. Cho nên những gì mình có, mình cứ dùng, mình cứ tận dụng nó, và mình hạnh phúc với nó, và mình quý trọng nó trong cái lúc mà mình có nó. Và khi mà mình mất hay là mình không còn nữa, thì mình đừng có obsessive quá, tại vì mình sẽ rất là khổ. Cho nên khi mà Kelly tập cái suy nghĩ á, là những gì mình có là của Chúa ban, Chúa cho mình dùng trong thời điểm đó, Chúa cho những người đồng hành với mình tới khoảng thời gian đó, và sau này khi mà mình mất đi, hay là người đó không đồng hành với mình nữa, hay là mình không gặp người đó không là bạn nữa, hay là cái gì đó, thì mình chấp nhận là thời điểm đó đã có những kỷ niệm đẹp, và mình sẽ bước qua một cái chapter, một cái trang giấy khác, thì mình sẽ cảm thấy rất là bình an các bạn. Và điều thứ hai nữa là mình đừng nghĩ mình là người vô tội. Mình đừng có nghĩ là mình là người hoàn mỹ, thì mình sẽ không cảm thấy đau thương khi mà người khác hại tới mình. Ok? Cho nên vì thế á, nếu mà mình hiểu mình là người tội lỗi, mình xin Chúa, mình xin Phật, mình xin ai đó mà mình tin tưởng tha tội cho mình và giúp cho mình tốt hơn, thì mình cũng xin cho kẻ thù hay là những người ghét mình, giúp, cầu xin cho họ, mình cầu nguyện cho họ để họ tốt. Thì nếu mà họ tốt hơn, họ bình an hơn, họ hoàn thiện hơn, thì họ cũng đâu còn ghét mình nữa. Tại vì lúc đó họ sẽ ngộ ra là tôi không nên phí thời gian ghét một người, trong khi tôi có thể đi làm những công việc khác mà tôi yêu thích. Và thời gian, cuộc đời này quá ngắn ngủi. Thời gian là một thứ mà chúng ta không thể mua được và không bao giờ mua được. Bây giờ mà tới giờ mà Kelly chết, dù cho có xin ban nài, khóc lóc, ỉ ôi, cũng không níu kéo được. Cho nên sau khi mà làm ở nhà hoàng, thì Kelly mới ngộ ra, khi nhìn thể xác nằm trong cái quan tài các bạn, Kelly mới hiểu rằng á, cuộc đời vô thường. Sống hôm nay, Kelly có thể đang ngồi kể chuyện như các bạn nghe, ngày mai đi ra ngoài đường đụng xe chết không chừng, thật sự không biết được. Mình luôn trong cái tinh thần sẵn sàng, bởi vì có trong bên Công giáo có cái câu chuyện là Chúa gõ cửa khi chúng ta rất là bất ngờ. Cho nên vì thế chúng ta hãy sẵn sàng tâm hồn của chúng ta để khi Chúa gõ cửa, chúng ta đã sẵn sàng. Thì thật sự Kelly hồi nhỏ khi mà Kelly nói Kelly ở Canada, Kelly sống rất là tây. Tiếng Việt cũng không phải là tiếng đầu tiên mà Kelly học, cho nên thật sự Kelly tây phương.
và cái đầu óc của mình nó phóng khoáng, cho nên Kelly hồi nãy giờ không có tin vào cái gì hết á, chỉ tin vào cái bản thân của mình, không tin vào Chúa. Nhưng mà sống cho tới ngày hôm nay các bạn, thật sự nếu mà cuộc đời này không có Chúa, Kelly không tưởng tượng nó là một cái địa ngục trần gian, trong tâm hồn lẫn thể xác tại cuộc đời này nè, chiến tranh, đau thương, chết chóc, sinh lão bệnh tử, thì đâu thật sự đâu có khác gì địa ngục đâu các bạn. Cho nên vì thế, nếu mà cuộc đời này mà Kelly không được Chúa cho một cái cơ hội để mà Kelly gặp gỡ Chúa, để Kelly nghe lời Chúa dạy, và nếu mà Chúa không ban cho Kelly cái ơn lành để mà Kelly học theo Chúa và làm theo những lời Chúa dạy, thì thật sự Kelly nghĩ rằng tâm hồn của Kelly, trong lòng của Kelly sẽ không được bình an. Thì thật sự cũng không khác gì địa ngục trần gian các bạn. Cho nên cái video này thật sự nó rất là dài. Và Kelly cảm ơn các bạn đã ngồi nghe cho tới giờ cuối, nếu mà các bạn có kiên nhẫn. Nhưng mà Kelly chỉ muốn chia sẻ một điều á, là mỗi người chúng ta, bây giờ Kelly nói cá nhân mình đi ha. Ví dụ Kelly nói về cá nhân mình thì các bạn coi coi nó có áp dụng cho các bạn hay không. Riêng với Kelly, từ nhỏ Kelly lớn lên ở đây, trước khi mà Kelly, trước khi 13 năm trước ha, 13 năm trước có nghĩa là 13 years ago, có nghĩa là 13 năm trở lại đây nè, trong khoảng 13 năm nay thì Kelly không nói. Nhưng mà trước 13 năm thì Kelly chỉ sống cho bản thân mình. Kelly cũng chẳng care thế giới này ra sao. Kelly một cái tính rất là, cả bây giờ Kelly nhìn lại Kelly cũng nghĩ là tại sao mà mình hồi xưa mình như thế. Thì Kelly, nói tóm lại là hồi xưa Kelly nhìn người người nghèo, người đau khổ, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, Kelly không những không thương hại cho họ mà Kelly còn còn lánh xa họ nữa. Kelly sợ họ nữa, Kelly thấy ghê tởm nữa. Và cái Kelly hồi xưa rất là một người rất là xấu, rất là ích kỷ. Không không nghĩ cái gì ngoài cho bản thân mình. Nhưng mà khi mà Chúa cho Kelly gặp gỡ Chúa qua một cái biến cố, thì Kelly mới trong vòng 13 năm nay nè, cho nên từ năm 2008 cho tới giờ thì Kelly mới học gặp gỡ Chúa và thật sự hiểu những lời Chúa dạy, thì Kelly mới thấy được cuộc đời của mình hạnh phúc nhất. Sống 41 năm rồi mà, sống 41 năm rồi các bạn, nhưng mà cái thời gian mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Kelly là 13 năm gần đây, từ năm 2008 tới giờ. Thì nếu mà so tới bây giờ cho tới lúc xưa á, thì Kelly dành thời gian làm việc ngoài đường nhiều hơn trong nhà. Kelly mắc nợ, Kelly bị bao nhiêu cái sự rắc rối, bao nhiêu cái sự thử thách. Kelly bị ném đá cũng là làm việc ở ngoài đường. Thì nhiều lúc mình cũng ngồi mình gác tay lên trán, mình hỏi mình làm gì để làm gì, mình làm như vậy. Thậm chí gia đình Kelly cũng hỏi á, tối ngày cứ lo chuyện thiên hạ, lo chuyện ngoài đường, không để dành tiền, rồi sau này về già tiền đâu mà sống, cuộc đời sẽ ra sao, rồi không gia đình không con, rồi sau này chết ai chôn, ví dụ vậy. Thì Kelly mới nói rằng là Kelly, từ lúc mà Kelly gặp gỡ Chúa, từ năm 2008, thì lúc đó Kelly
có một cái lý tưởng. Và cái lý tưởng của Kelly các bạn cũng biết rồi. Kelly chấp nhận mọi 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 thử thách, Kelly chấp nhận hậu quả để đạt được cái lý tưởng đó. Và cái lý tưởng mà Kelly luôn luôn nói các bạn, Kelly không muốn một trẻ em nào nữa trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn người. Kelly không muốn trẻ em trở thành nạn nhân nô lệ tình dục. Đó là cái giống như là cha thông có từng nói á, là 2000 năm trước người ta đóng đinh chúa trên cây thánh giá, thì 2000 năm sau người ta lại cột con của Chúa trên bốn cái cạnh giường để mà hành hạ. Mà ở đây á, là người ta hành hạ là những trẻ em các bạn. Khi mà Kelly nói về tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em, là Kelly tập trung nhiều cho trẻ em dưới 18 tuổi, 17, nghĩa là before adult đó, tức là trước khi là người lớn, là hình như là 17 tuổi phải không ta? Kelly không biết cái age legal mà con cái không còn ở trong cái bảo vệ cái sự trách nhiệm của cha mẹ nữa, là Kelly không nhớ là 18 hay 17 tuổi, nhưng mà Kelly tham gia hội Better Future for Kids, như cái tên đó là giúp bé đến trường, là tập trung về trẻ em, tại các trẻ em là mầm non của dân tộc mình mà các bạn. Cho nên Kelly nghe cái câu mà 2000 năm trước người ta đóng đinh tay chân Chúa trên cây thánh giá, mà 2000 năm sau người ta cột con của Chúa ở trên bốn cái cạnh giường, thì Kelly nghe Kelly đau lắm các bạn. Và khi mà nghe cái câu đó, tại vì các bạn nếu mà có thời gian thì các bạn lên Google, các bạn nên tìm hiểu thêm về tệ nạn buôn người và ấu dâm. Thì đã nói là buôn người ấu dâm thì phần lớn là về tình dục, mà khi trẻ em và phụ nữ bị hãm hiếp thì họ bị cột trên bốn cái cạnh giường để mà hành hạ và hãm hiếp, đặc biệt là những trẻ em con nít. Cho nên vì thế cái ước mơ và cái lý tưởng của Kelly là Kelly muốn là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và buông về tình dục, hoặc là buông về nội tạng, tất cả những gì mà liên quan tới về buôn người. Và Kelly muốn là tiếng nói để chống tệ nạn ấu dâm. Đó là, và Kelly chú trọng cho tất cả trẻ em trên thế gian này, nhưng mà Kelly vẫn thiên vị trẻ em Việt Nam. Đơn giản là Kelly là người Việt Nam. Kelly không, thường thường những người nào mà yếu thì mới bị ăn hiếp, còn những người mạnh thì đâu có ai dám ăn hiếp họ. Cho nên đó là lý do vì sao mà cái tinh thần hào khí Việt Nam của Kelly nó mạnh lắm. Cái tinh thần mà dân tộc của Kelly á, trong 13 năm nay khi Kelly đi về Việt Nam thăm đồng bào, thăm trẻ em, thăm người dân, Kelly tiếp xúc với họ, Kelly nắm tay họ, Kelly nhìn vô mắt họ, Kelly thấy họ, thì cái tình thương cho dân tộc của Kelly nó nổi dậy lắm các bạn. Chứ hồi xưa Kelly sống ở bên Canada, từ bé Kelly gặp người Tây, Kelly cũng chẳng có thiện cảm gì với người Việt Nam, mình nói thật với các bạn. Tại vì hồi xưa Kelly không có tiếp xúc với người Việt, Kelly tiếp xúc toàn với người Tây không à. Chỉ có khi mà 2008 mà khi Kelly về Việt Nam đi mission trip năm đầu tiên á, thì Kelly mới tiếp xúc với đồng bào Việt Nam, và từ đó Kelly mới tham gia sinh hoạt cộng đồng ở Toronto. Khi mà Kelly về lại từ Việt Nam, Kelly mới tiếp xúc với người Việt thôi.
Và khi mà Kelly về Việt Nam thì Kelly gặp đồng bào, Kelly gặp trẻ em, thì Kelly thấy cảnh nghèo quá là nhiều. Kelly thấy người Việt mình nghĩa là rất giỏi, rất tài, bao nhiêu cái tài năng khéo léo, thông minh, dân tộc của mình rất giỏi, nhưng mà buồn một cái là rất là nghèo. Cho nên từ đó Kelly mới có một cái lý tưởng là Kelly không muốn dân tộc của Kelly, trẻ em, phụ nữ Việt Nam bị coi thường, bị làm thành một cái nô lệ của tình dục, của tệ nạn buôn người. Cho nên từ đó cái hào khí Việt Nam của Kelly nó nổi lên, và Kelly muốn góp sức và dùng tất cả những khả năng của mình, thời gian của mình, và nếu có tiền cũng dùng tiền của mình luôn, để Kelly giúp cho cộng đồng và dân tộc Việt Nam mỗi ngày mỗi lớn mạnh bằng cách là tham gia và quen biết và đồng hành với các anh chị, cô chú, các bác, các em, bạn trẻ cùng chung một cái lý tưởng để cùng đến với nhau để làm, xây dựng cộng đồng, xây đồng, xây nếu mà không làm được những việc vĩ đại to lớn thì làm những cái việc nhỏ bé như là lễ hội văn hóa và ẩm thực Taste of Việt Nam hoặc là Taste of Southeast Asia. Kelly muốn khi mà mình cá nhân Kelly, thậm chí ở chỗ làm, tiệm tóc của Kelly làm chỉ có một mình Kelly và em của Kelly là người Việt thôi, còn ngoài ra là người Tây và người Hàn Quốc. Kelly đi đâu hay là Kelly làm gì, Kelly không bao giờ mà xử sự như thế nào mà để cho người ta coi thường dân tộc Việt Nam mình hết á. Tại vì tất cả những gì Kelly nói, cách Kelly xử sự, cách Kelly behave, Kelly act, người ta có thể không nhớ Kelly tên gì, người ta cũng không nhớ mặt Kelly, nhưng mà người ta chỉ nhớ mình là người Việt Nam. Và một điều mà Kelly rất là kỵ là Kelly không bao giờ muốn người Việt mình bị coi thường, bị ăn hiếp. Cho nên Kelly luôn luôn có một cái lý tưởng là Kelly dùng và làm hết khả năng của mình để cùng đồng hành với những anh chị em trong cộng đồng, để giúp cho cái dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam và cái cộng đồng Việt Nam ở nơi Kelly ở mỗi ngày mỗi lớn mạnh, để có thể được ngang hàng với những quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản. Giống như Kelly có hai đứa em, hai hai bé thì sanh lớn lên ở đây, chắc cũng không biết nhiều, chắc các bé cũng không có biết nhiều về văn hóa Việt Nam, cũng không có về Việt Nam thăm quê hương, cho nên thật sự là nó cũng không, nó thật là không có yêu mến văn hóa Việt Nam mà rất thích Hàn Quốc, chịu trả tiền đi coi những nhạc Hàn Quốc, chịu trả tiền đi qua Nhật, đi qua Hàn Quốc, nhưng mà lại không đi về Việt Nam. Và đó là những người trong gia đình của Kelly á, thì đó đối với Kelly là một điều rất đáng buồn, là tại vì tụi nó không có tiếp xúc và cũng không có cái cơ hội để mà tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Cho nên vì thế khi mà Kelly tham gia cùng với các anh chị em thiện nguyện viên làm nên lễ hội văn hóa và ẩm thực Taste Việt Nam hoặc là Taste of Southeast Asia là không ngoài mục đích là muốn cho mang những cái văn hóa, ẩm thực, tinh thần, con người Việt Nam diễn ra và xảy ra ngay thành phố Toronto, để cho những trẻ em thế hệ sau như là cháu của Kelly hay là những đứa con mà dòng máu Việt mà sanh lớn ở đây chưa có gì về Việt Nam có thể đi đến một cái lễ hội Taste of Việt Nam để mà hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, biết thêm về cộng đồng Việt Nam, quen các bạn trẻ trong cộng đồng, nơi mà các em có thể học hỏi nè, có thể build their social skill, làm việc chung với những bạn cùng lứa tuổi để có thể dạn dĩ hơn, có thể giống như là bớt bớt sợ. Tại vì ở đây á, sao thì thấy con nít ở đây rất là anti social, cuộc sống ở bên
hải ngoại thì tuy là rất là đầy đủ về vật chất, rất là nhiều, rất là sung sướng, không có gì thiếu cả, nhưng mà các em thiếu cái interaction với nhau, và các em không có social nhiều. Cho nên khi mà có những cái lễ hội như TIS Việt Nam thì Kelly thấy rõ ràng là các bạn trẻ đến với nhau, người Việt và những sắc tộc khác cũng tham gia, chứ không phải là TIS Việt Nam là có người Việt không đâu các bạn. 78% những người đi đến cái lễ hội TIS Việt Nam là những người mainstream, tại vì làm ngay tòa thị chính của thành phố Toronto, Nathan Phillips Square City Hall mà. Cho nên ngay cái tòa thị chính của thành phố Toronto là ngay trung tâm thành phố, cho nên chung quanh đó là đa văn hóa, đa sắc tộc các bạn. Cho nên khi mà làm cái lễ hội văn hóa và ẩm thực TIS Việt Nam ở đó, đó là những người du khách, tourist và những người đa sắc tộc họ đều đến tham dự, và họ rất thích thức ăn Việt Nam, họ rất thích cái áo dài, cái trang trí, cái văn nghệ, cái ca hát, cái đồ ăn Việt Nam, họ thích lắm. Cho nên vì thế khi mà mỗi lần mà năm nay là năm thứ tư TIS Việt Nam, cuối tháng 7, ngày 25, 26, 27 tháng 7, thì năm nay là chủ đề Bu Quy, lễ thành hôn, thì 3 ngày sẽ diễn ra những cái nghi thức, những cái phong tục tập quán của một cái đính hôn, một cái tiệc cưới của văn hóa Việt Nam mình. Cho nên khi mà các bạn tưởng tượng mình đứng ngay một cái tòa thị chính của người nước ngoài, ngay thành trung tâm thành phố Toronto, mà mình nghe tiếng Việt khắp nơi, mình nghe nhạc Việt Nam, mình thấy đồng bào Việt Nam của mình thấy thức ăn Việt Nam mình, mà khách nước ngoài đến họ thưởng thức, họ ăn, mà họ enjoy, họ ngồi đó, họ nghe ca hát ở trên sân khấu, họ coi cái fashion show, họ nghe nói chuyện tiếng Việt, dù rằng họ chẳng hiểu hát cái gì tiếng Việt, nhưng mà họ ngồi họ coi tiếng mấy tiếng đồng hồ, thì Kelly và các anh chị em trong ban tổ chức và thiện nguyện viên cảm thấy rất là hạnh phúc các bạn. Giống như các bạn có đứa con của mình, các bạn thương nó, các bạn thấy bao nhiêu cái đẹp của đứa con mình, và các bạn đi đâu các bạn cũng khen người ta là con tôi như thế này, con tôi như thế nọ, nó như thế này, thế nọ. Thì cũng giống như cái cảm giác của Kelly và những anh chị em và các bạn đồng hành để làm lên TIS Việt Nam vậy. Thật sự với cái niềm tự hào, hào khí Việt Nam, mình muốn cho các bạn ngoại quốc và gia đình, bạn bè của mình ở Toronto biết về văn hóa. Cho nên khi mà người Tây họ tới mà họ ăn một cái bánh mì Việt Nam, hay là họ ăn một tô phở, hay là họ ăn đồ nướng mà họ khen, hay là họ ngồi trên sân khấu, họ nghe nhạc bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà dù rằng họ không hiểu hát tiếng Việt là cái gì, mà họ vẫn ngồi nghe và họ nhìn chiếc áo dài, họ khen trang phục Việt Nam, thật sự hạnh phúc lắm các bạn. Và đó là cái điều mà cái lý tưởng của Kelly mong muốn. Kelly muốn những người sắc tộc khác quý mến con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, tinh thần Việt Nam, tài năng Việt Nam. Kelly rất là tự hào, và Kelly đó là cái lý tưởng của Kelly. Cho nên Kelly mong một ngày nào đó đó, thật sự bây giờ hai đứa cháu của Kelly nó cũng biết về TIS Việt Nam và hàng năm nó đều đi, và Kelly rất là vui á, là hồi năm vừa rồi nó còn rủ bạn của nó, bạn trai của nó tới để mà tham gia nữa. Và đó là cái điều mà Kelly mong muốn các bạn. Kelly muốn các con cháu của chúng ta thà rủ bạn bè của nó đi coi nhạc Hàn Quốc, đi coi nhạc này nhạc kia của những nước khác, thì con cháu của chúng ta cũng rủ những bạn nước ngoài của các con của mình đi coi một cái lễ hội văn hóa Việt Nam, ăn ẩm thực Việt Nam, nghe nhạc Việt Nam, nói chuyện Việt Nam. Thì đó là cái khi mà đối với ban tổ chức nói chung và nói Kelly nói riêng, cái điều khi mà Kelly những gì mình làm mình mong luôn có sự thành công, cái thành công lớn nhất
mà Kelly đã có trong cuộc đời này, đó là những anh chị em của chú các bác và các bạn đã đồng hành cùng Kelly làm những cái chương trình văn hóa và ẩm thực, những cái sinh hoạt của Better Futures for Kids, những sinh hoạt của Outside Canada và những sinh hoạt của Taste of Southeast Asia, Taste of Sea. Đó là cái thành công lớn nhất của Kelly, cái gia tài lớn nhất của Kelly là những người đồng hành, những người cùng chung chí hướng. Vì nếu mà không có họ, Kelly cũng không có gần gũi được với cộng đồng Việt Nam. Kelly cũng không biết và cũng không hỏi được cái văn hóa và cái dân tộc và cái tinh thần con người Việt Nam rất là tuyệt vời. Và thậm chí Kelly rất hạnh phúc và cũng rất vui gặp những người khó khăn, những người thử thách mình, những người không thích mình, những người đối lập với mình. Tại vì cuộc đời phải có hai mặt các bạn, thì mình mới học hỏi được, mình mới rèn luyện bản thân mình và mình mới hoàn thiện được. Chứ nếu mà mình không có cái tốt và cái xấu để mình nhìn thấy hai cái khía cạnh thì mình không trưởng thành được. Cho nên có thể nói rằng là một cái năm chày da chóc vẫy 2023, bao nhiêu thứ xảy ra, và bao nhiêu năm, bao nhiêu thứ mà xảy ra những năm khác tới thời điểm của 2023 cũng là tất cả những điều mà Kelly trải nghiệm trong cuộc sống mà giúp cho Kelly khôn ngoan hơn, hoàn thiện hơn. Và trong những chặng đường khó khăn đó thì Kelly luôn cảm nhận và luôn thấy được cái sự đồng hành của Chúa Giê-xu qua những người bên cạnh của Kelly. Cho nên nói thì nghe cliché và hơi nhột nhạt, nhưng mà thật sự Kelly rất là thương cộng đồng của mình, người Việt lẫn người đa sắc tộc. Tại vì trong cái network mà Kelly tham gia làm những cái thiện nguyện này là đều có nhiều sắc tộc tham gia lắm, người Tây, người Ấn, người Hoa, người Hàn Quốc, nhiều sắc tộc lắm. Nhưng mà đương nhiên người phần lớn vẫn là người Việt Nam. Cho nên Kelly rất là may mắn và rất là hãnh diện. Và đương nhiên ước mơ càng cao, ước mơ càng to thì sóng gió càng nhiều các bạn. Ba Kelly và mẹ Kelly luôn nói Kelly rằng cây càng cao thì gió càng nhiều. Nhưng mà đó là cái lý tưởng mà Kelly đã đeo đuổi 13 năm qua. Và thậm chí từ ngày đầu ba mẹ cũng không có, gia đình cũng lo lắm, họ cũng không có ủng hộ. Tại vì nhìn vô là thấy lỗ, và nhìn vô là thấy mất thời gian, và nhìn vô là thấy toàn là nhiều thiệt hại hơn là được nhiều thiệt hại hơn là được benefit. Ok. Nhưng mà Kelly cầu nguyện và Kelly tin Chúa luôn đồng hành. Và người mà tin tưởng Kelly ngày đầu tiên á các bạn, đó là anh Nhật. Thì anh Nhật là co-founder của tất cả những gì mà Kelly tham gia. Anh Nhật luôn luôn là cái người âm thầm đằng sau ống kính, nhưng mà Kelly vẫn còn sống và sẽ kể và nhắc nhở cho mọi người biết rằng anh Nhật là cái người BFFK, Better Future for Kids Outside Canada có như ngày hôm nay. Là thật sự từ ngày đầu, nếu mà không có anh Nhật tin tưởng, đồng hành và ủng hộ vô vị lợi, vô điều kiện, thì thật sự sẽ không được như ngày hôm nay. Tại vì những cái ước mơ này các bạn, từ ngày đầu nó là một ước mơ, nó là một cái ước mơ rất là xa vời. Tại vì khi mà làm những cái này phải biết chữ nghĩa nhiều, rồi phải biết về luật pháp, rồi phải biết quen người này, quen
chính trị này quen, không phải chính trị, politician này rồi quen, nghĩa là phải quen biết rất là nhiều để mà làm những cái công việc, những cái chương trình này mà Ellie, người bình thường đâu có phải là làm văn phòng hay là quen biết rộng gì đâu. Mình chỉ làm trong cái phạm vi nhỏ của cái tiệm tóc của chủ mình thôi, sống cuộc sống bình thường, chứ đâu phải mà ông này bà nọ hay là quen biết gì đâu. Nhưng mà dù cho lúc đó mình không có gì hết, nhưng mà Kelly rất may mắn là có đức tin. Kelly cầu nguyện và Kelly có anh Nhật, một người đồng hành vô vị lợi. Và anh Nhật làm những giấy tờ. Lúc đó anh Nhật là cái người lo về những giấy tờ nộp chính phủ, rồi anh Nhật cổ vũ cho Kelly. Thì nhìn lại một cái chặng đường dài từ 2008 cho tới giờ, thì biết rằng là cái tài năng của anh Nhật đã ngưng quá ngắn. Anh Nhật chỉ mất lúc anh Nhật có 56 tuổi thôi. Thì và ba của Kelly nữa, hai người, anh Nhật và ba của Kelly là hai người đàn ông mà đối với Kelly là tuyệt vời. Tại vì đàn ông á các bạn, đúng, họ thương mình thì họ thương, đúng, là tốt đi. Nhưng mà khi mà một người đàn ông có thể thương những gì bạn thương, cái đó mới là thật sự tình thương vô vị lợi các bạn. Tại vì ba Kelly và anh Nhật thương Kelly thì cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà thương Kelly không phải chỉ qua lời nói. Nhưng mà khi mà Kelly làm những cái công việc, những cái gây quỹ, hay là Kelly đam mê một cái lý tưởng cho cộng đồng, họ xăng tay lên, không phải ủng hộ về tinh thần thôi mà xăng tay lên và làm, và làm không câu nệ, làm mệt xác, mệt thân, mất thời gian, mất tiền. Mà ba bên Nhật không bao giờ mà từ chối, và không bao giờ để cho Kelly một mình hết á. Cho nên rất tiếc là hai người tài năng mà giúp cho Better Future for Kids và Outside Canada rất là nhiều thì đã về với Chúa rồi. Thì bây giờ thì sẽ khó khăn hơn nhiều các bạn, đặc biệt là năm nay. Về phần trang trí là ba Kelly thường thường là cái người sáng tạo lo, nhưng mà năm nay ba không còn thì Kelly cố gắng học coi cách ba làm hồi xưa như thế nào, và kêu gọi kiếm thầy để mà dạy làm thợ mộc, đóng đinh rồi cắt máy cưa này nọ, để mà có thể bắt đầu tháng 4 chuẩn bị làm cho Taste Việt Nam để kịp tháng cuối tháng 7. Thì năm nay sẽ khó hơn nhiều các bạn, là tại vì ba với anh Nhật không còn nữa. Nhưng mà Kelly luôn tin rằng anh Nhật và ba luôn đồng hành, là tại vì ba với anh Nhật đã đồng hành hơn 10 năm qua rồi. Cho nên Kelly và các anh chị em ở lại vẫn tiếp tục những công việc mà ba và anh Nhật đã bỏ lại dở dang. Thì cho nên cái chặng đường mà đeo đuổi cái lý tưởng mà Kelly đang theo đuổi các bạn không có dễ dàng chút nào. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, và cái thử thách lớn nhất, khủng khiếp nhất và đau nhất đó là sự ra đi của ba và anh Nhật. Tất cả những cái gì khác Kelly cũng có thể chịu đựng được, tất cả những gì khác Kelly cũng có thể mạnh mẽ được, nhưng mà chỉ có cái chết của ba và anh Nhật là cái đau đớn nhất, thật sự là lòng đau như cắt các bạn. Và qua cái chết của ba và anh Nhật, Kelly mới biết rằng Kelly cần Chúa đến nhường nào. Tại vì lúc đó là cái lúc mà Kelly, hồi nào tới giờ dù cho Kelly có bị bất cứ chuyện gì đi nữa, Kelly luôn rất là mạnh mẽ. Nhưng mà lúc mà anh Nhật mất và ba mất,
Khao liền mới hiểu được cái câu: lạy Chúa, xin cất chén đắng này cho con. Tại vì cũng như cái câu mà Chúa Giêsu nói trong vườn vào lễ lá, là xin Chúa cầu nguyện với Chúa Cha là xin Chúa hãy cất chén đắng này cho con, là tại vì cái chén đắng nó đắng quá các bạn, uống không nổi, cái việc xảy ra hay là cái việc sắp xảy ra nó khủng khiếp quá, mà cái sức người không chịu đựng được, mà Chúa phải thốt lên lời xin tha thiết là lạy Cha, xin hãy cất chén đắng này cho con. Nhưng mà cuối cùng Chúa vẫn nói: nhưng mà xin đừng theo ý con mà hãy theo ý Cha. Có nghĩa là Chúa Giêsu phó thác hoàn toàn và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Cha. Thì Kelly mới nghĩ lại cái hoàn cảnh của mình, là khi ba mất, anh Nhật mất đột ngột, Kelly như bị cái tạ, một cái cục đá nặng ngàn cân mà nó đang thả từ trên, cái sức mạnh nó thả cái bịch xuống cái đầu mình, mà mình cái đầu mình nó khủng hoảng, mà nó muốn điên lên luôn đó các bạn. Rồi chưa tính tới cái lòng của mình, cái tim của mình nó như cái con dao mà cứ bị ai đó mà lấy cái con dao mà cứ thục vô cái tim của mình, mà thục đã đành đi ha, mà còn cưa qua cưa lại, nghĩa là đau, lòng đau như cắt, mới hiểu được cái chữ lòng đau như cắt là như thế nào. Thì trong đời của Kelly chỉ có hai cái lần đó là Kelly hiểu được cái cảm giác của Chúa Giêsu khi mà nói cái câu lạy Chúa, xin hãy cho con khỏi uống chén đắng này. Và cái chén đắng như Kelly nói là những cái đau khổ nhất của đời người các bạn, và thật sự cái đau khổ nhất của con người đó là sinh ly tử biệt. Nếu các bạn nào á mà còn có người thương chưa bao giờ mất người nào, hay là chưa bao giờ trải nghiệm cái việc sinh ly tử biệt, thì Kelly chúc mừng các bạn. Tại vì đó là cái cảm giác khủng khiếp nhất trên đời. Còn nếu mà các bạn nào mà đã trải qua sinh ly tử biệt và cái đau đớn đó, thì Kelly chia buồn cùng các bạn. Tại vì chính bản thân Kelly đã trải qua hai lần. Nhưng mà nếu mà các bạn đang trải qua và đang khó vượt qua, thì Kelly đề nghị các bạn hãy tìm về đến Chúa. Tìm đến Chúa, các bạn có thể liên lạc một cái nhà thờ nào đó người Việt. Kelly thì đi nhà thờ Giáo xứ Cất Thánh Đại Đạo Việt Nam, ở nhà thờ Cha Tập Annette với Pacific. Nhưng mà Việt Nam mình ở đây, ở GTA thì có nhà thờ Cha Thái là North York, Jenny Finch nè. Rồi Toronto là có nhà thờ Cha Tập. Brampton thì có nhà thờ Cha Phong và Cha Trương. Cho nên các bạn nào mà là người Công giáo mà bỏ đạo như Kelly hồi nhỏ, bỏ đạo như Kelly, hoặc là đã bỏ lễ hay là không có đi lễ nữa, thì nếu mà các bạn đang gặp những sự khó khăn, thì các bạn hãy tìm về bên Chúa. Tại vì bản thân Kelly cũng đã làm như vậy. Nói nghe thì đúng là đứa con bất hiếu thiệt, nhưng mà trong trong Kinh Thánh thì Cha có nói về đứa con hoang đàng, cho nên không sao các bạn, chỉ cần mình biết tìm về bên Chúa thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ mình đâu, dù cho các bạn có bất cứ tội lỗi nào đi nữa. Tại vì bản thân Kelly cũng là người tội lỗi ngập đầu, cho nên Kelly nói từ một cái người mà nặng tội nhất đó các bạn. Cho nên Kelly như vậy mà Chúa còn không bỏ Kelly, thì các bạn hãy tin rằng Chúa là tình thương. Khi mà mình yếu đuối nhất,
mình đau khổ nhất, mình tâm hồn của mình không có nơi để bám vào, không có nơi để mà dựa vào, mà mình đau khổ, mình bị bao nhiêu cái thứ của cuộc đời, thì các bạn hãy tìm về với Chúa đi. Tại vì Chúa đã trải qua hết tất cả những gì các bạn trải qua gấp trăm lần. Các bạn không tin Khao Lì, các bạn lên Google, các bạn đánh vô cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, The Passion of Christ nè, hay là các bạn đánh vô Jesus Christ đó, The Life of Jesus Christ, thì các bạn sẽ biết hết cái cuộc đời của Chúa Giêsu. Chỉ có 33 năm thôi, Chúa mất rất là sớm. Chúa bị người ta đóng đinh để Chúa chuộc tội và đền tội cho chúng ta. Thì những cái đó các bạn có thể tìm hiểu thêm qua mạng, hoặc là các bạn có thể liên lạc một cái nhà thờ, gặp các cha, các sơ thì có lớp giáo lý, các bạn có thể học hết những cái này ha. Thì Khao Lì chỉ chia sẻ với các bạn là dù cho mình có đạo, cửa tội rồi, bỏ đạo, quay lại đạo, như cái hoàn cảnh của Khao Lì, Chúa không bao giờ bỏ mình. Nếu mà các bạn chưa bao giờ có đạo, chưa rửa tội và muốn tìm hiểu về Chúa, thì các bạn có thể liên lạc một cái nhà thờ nào đó. Nếu các bạn không biết thì các bạn có thể nhắn tin cho Khao Lì, và Khao Lì có thể đưa cho các bạn, giới thiệu cho các bạn thông tin về cha, nhà thờ nào mà Khao Lì biết. Thì các bạn tin rằng Chúa sẽ giúp cho các bạn vượt qua. Thì hy vọng rằng qua cái video dài, thật là dài, hôm nay chắc Khao Lì nói nhiều, tới nói chắc 2 tiếng đồng hồ. Nếu mà các bạn nghe và thấy cái cuộc đời của Khao Lì á, và chuyện này có thật, là tại vì những gì Khao Lì kể nó đều nằm trên Facebook của Khao Lì hết trơn á, nó toàn là livestream, nó toàn là có hình ảnh, cho nên những gì Khao Lì kể là nó có chứng nha các bạn. Các bạn cứ coi cái cuộc đời của Khao Lì, và các bạn đọc cái cuộc đời của Chúa Giêsu, thì khi mà các bạn nghe Khao Lì nói là Khao Lì can relate to Chúa Giêsu, Khao Lì có thể relate tiếng Việt, Khao Lì không biết nói, nghĩa là Khao Lì nghe chuyện của Chúa Giêsu 2000 năm trước mà nó vẫn có thể áp dụng được cho 2000 năm sau. Và Khao Lì đã kể cho các bạn, và những cái câu chuyện mà Khao Lì kể trong cuộc sống của Khao Lì trong video này cho các bạn thấy là Khao Lì trải qua tương tự những gì, và cái cảm xúc và cái cảm giác của những gì mà Khao Lì nghe cha kể về Chúa Giêsu á, Khao Lì đều cảm nhận được đó trong những cái cuộc đời của Khao Lì, những cái chuyện mà Khao Lì trải nghiệm á, Khao Lì cảm giác cái cảm giác như thế. Và cái cảm giác đó nó giúp cho Khao Lì gần gũi Chúa hơn, là tại vì Khao Lì cảm nhận được là có một người đã trải qua những gì mà mình đang trải, thân phận của con người, để giúp cho Khao Lì cảm thấy rằng Khao Lì có một nơi để mà Khao Lì dựa cái bám vào. Giống như khi mà các bạn đang bị ngợp, đang bơi, hay là các bạn đang ở trong một cái hồ đi mà các bạn bị đuối, các bạn bị chìm xuống dưới nước, và các bạn cần phải kéo cái gì đó để mà mình không cảm thấy như là mình bị chơi vơi, hay là bị hopeless á, thì mình bám vào cái đó. Thì ý là Kelly nói rằng là Chúa trải qua những cái cuộc khổ nạn đó thì làm cho Kelly cảm nhận rằng khi mà Kelly trải qua những cái đó thì Kelly có thể dựa vào Chúa. Tại vì con người các bạn, thí dụ gia đình, bạn bè, cha mẹ, chồng con của mình, họ cũng là con người, họ chỉ có thể giúp mình tới một mức nào đó thôi. Tại vì giống như ba của Khao Lì vậy, dù cho có con cái bên cạnh chăm sóc, ân vân lo cơm cho ba hàng ngày,
có y tá bác sĩ lo, nhưng mà cái đau về thể xác của ba bị bệnh, ba vẫn phải chống chọi một mình, đâu có người nào có thể ở bên cạnh ba 24/24 được. Thì cũng giống như các bạn mà đang trải qua những cái đau thương, những cái khó khăn, những thử thách, những cái mùi của cuộc đời á, thì các bạn đâu có dựa vào một cái con người nữa suốt được đâu. Nhưng mà lúc đó cái tâm hồn của các bạn và cái spirit của các bạn á, cần một cái đấng tối cao nào đó để mình bám vào về cái tâm hồn, về cái linh hồn. Thì đó là trong trường hợp của Kelly, thì Kelly tin Chúa thì đó là Chúa. Nhưng mà nếu các bạn là bên Phật giáo hay là đạo khác thì mỗi người đều có một cái đức tin riêng. Nhưng mà riêng Kelly thì Kelly là một người mà lớn lên ở đây từ bé mà không tin về cái gì, mà trải qua bao nhiêu việc trong cuộc sống, thì bây giờ Kelly phải tin rằng có Chúa, và Chúa là cái nơi mà mình dựa vào, và Chúa là tình thương. Cho nên mình càng tội lỗi cỡ nào, mình càng bị cám dỗ cỡ nào, thì mình càng gần Chúa. Hồi xưa có một thời gian đó các bạn, Kelly đi lễ nhưng mà Kelly không bao giờ rước lễ. Tới nỗi mà các phụ huynh mà Kelly dạy đàn á, các phụ huynh mà của các con mà Kelly dạy đàn, có một lần một phụ huynh hỏi Kelly tại sao tôi không thấy cô Miên đi rước lễ. Thì cả chục năm, cả 7-8 năm mình không rước lễ, và Kelly cứ nghĩ rằng là mình là người tội lỗi, mình không muốn rước lễ, mình không xứng đáng. Thì có một lần Kelly đi về Việt Nam, Kelly gặp một cha hay là một sơ gì đó, Kelly không nhớ, lâu lắm rồi. Thì bề trên mới giải thích cho Kelly là mình càng tội lỗi, mình càng yếu đuối thì mình càng phải xưng tội và đi rước lễ để mình rước Chúa vào lòng. Càng tội lỗi chừng nào thì càng phải rước Chúa vào lòng để Chúa ban cho mình cái sự khôn ngoan, và Chúa giúp cho mình được bình an. Bình an trong tâm hồn rồi thì cái đầu của mình nó sẽ nghĩ rational hơn. Và khi cái đầu của mình nó nghĩ rational hơn á, thì mình sẽ làm việc nó khôn ngoan và tốt hơn, hoàn thiện hơn. Thì sau khi được bề trên giải thích cái đó, Kelly mới quyết định đi xưng tội, sau đó mới đi rước tội, rước lễ. Thì bây giờ Kelly mới hiểu rằng là các bạn nào mà hồi xưa suy nghĩ như Kelly là mình tội lỗi, mình không nên đi nhà thờ, mình không nên rước Chúa là tại vì mình không xứng đáng, mình tội lỗi quá, mình có nghĩa là những cái lòng trách ẩn đó đó các bạn. Đúng, mình có là cái điều tốt, nhưng mà đó cũng là một cái cám dỗ của Satan. Và tại vì á, tất cả những cái gì mà ngăn cản các bạn đến gần với Chúa thì thật sự đó là cái cám dỗ các bạn, đúng không? Tại vì các bạn đang đến gần một người yêu thương các bạn, một người có thể giúp cho các bạn, một người đã chết để chuộc tội cho các bạn, mà các bạn không đến với người đó, mà các bạn cứ dựa vào cái khả năng của con người mình, thì có phải là các bạn đang bị cám dỗ hay không? Và đó là cái điều mà Kelly ngộ ra. Cho nên bây giờ mỗi lần đi lễ, thậm chí mà đi hai lễ, ví dụ sáng đi, tại vì bây giờ Kelly đi hai lễ lần, cố gắng đi hai lễ. Thứ nhất là để 4 giờ Chủ nhật nhà thờ cho tập, thì Kelly trong cao đoàn Polo hát lễ. Sau đó Kelly sắp xếp được thời gian thì Kelly đi lễ 8 giờ ở nhà thờ St. James Francis ở trên Gia Thái. Tại vì cái thánh lễ đó là thánh lễ mà ba Kelly đi hàng tuần lúc trước, khi mà ba còn khỏe, là ba giúp chiếu cái màn ảnh ở trên nhà thờ đó. Thì ba rất là thích đi nhà thờ của Gia Thái. Cho nên Kelly cầu nguyện cho ba, và Kelly hứa với ba là Kelly sẽ đi lễ ở trên nhà thờ Gia Thái hàng tuần.
nếu có thể sắp xếp được lễ 8 giờ để đi thay cho ba. Thì đó là một cái lời hứa mà Kelly hứa với Chúa và hứa với ba. Thì cho nên bây giờ Kelly đi hai lễ, thì dù cho đi hai lễ, lễ đầu tiên Kelly đã rước mình thánh Chúa rồi, thì đi lễ thứ hai Kelly vẫn rước mình thánh Chúa. Cho nên vì thế các bạn nào cảm thấy cần cái sự bình an và cần cái sự tình thương, thì Kelly đề nghị các bạn hãy tìm hiểu về Chúa nếu các bạn không biết Chúa. Vì Chúa đã giúp cho Kelly, thì cuộc đời của Kelly á, Kelly chia sẻ với các bạn, và Kelly chấp nhận đó là cuộc đời các bạn. Bây giờ mới hiểu, mình không than tính trách phận nữa, mình cũng không than tại sao này xảy ra với mình, rồi tại sao mình như thế này. Thứ nhất, cây cao thì gió lớn. Nếu mà bây giờ không muốn gặp phiền phức, không muốn gặp cái gì, thì cứ đi làm về nhà, nhốt mình trong nhà, đừng tiếp xúc với ai, đừng gặp ai, đừng có làm gì với ai hết trơn á, ok, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà thậm chí đi làm cũng sẽ có thể gặp những khó khăn, là tại vì nó tóm lại là người với người sẽ có xung đột, sẽ có chuyện. Và đó là cái điều mà ba Kelly đã triết lý giải thích cho Kelly hiểu, là phải chấp nhận. Mình học cái tính chấp nhận nó là như thế, để sao? Để mình không bị sốc, để mình không bỡ ngỡ. Và khi mình chấp nhận nó là như thế, mình sẽ tìm cách để khắc phục, để hoàn thiện, để có can đảm để mà đối diện. Thì bởi vì ba Kelly mới dạy Kelly là khi ba bệnh á, ba không xin Chúa cho ba không bị bệnh nữa, ba không có xin Chúa cho ba bị mất cái bệnh đi, nhưng mà ba biết rằng cái thánh giá mà ba phải vác thì ba phải vác thôi, tại đó là cái kiếp người. Nhưng ba cầu xin Chúa cho ba có cái can đảm và có cái đức tin và có cái lòng vững để mà theo Chúa, và có cái can đảm để mà vượt qua cái đau hay là đối diện với cái đau. Thì từ ba Kelly mới học rằng đó là những cái thử thách trong cuộc sống nó sẽ xảy ra. Tại sao? Mình là con người. Nói thật ra là cuộc đời là địa ngục trần gian các bạn. Kelly chưa thấy địa ngục bao giờ, nhưng mà Kelly thấy thế gian này không khác gì là địa ngục. Đau khổ, sinh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt, chiến tranh, ganh ghét, khủng bố, và bao nhiêu thứ. Cho nên chưa thấy địa ngục chứ giờ cũng không khác gì địa ngục. Nhưng khi mà mình có Chúa, mình có tình yêu thương của Chúa trong tâm hồn của mình, thì mình sẽ đối thử với anh em của mình với tình yêu thương. Mình cầu xin Chúa tha thứ cho mình. Thì nếu Chúa tha thứ cho mình, thì mình học cách tha thứ cho những người anh em của mình mà đã làm điều không hay với mình. Và mình cầu xin Chúa giúp cho những người đó tìm được sự bình an, có tình yêu thương trong tâm hồn, và giúp cho họ mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn. Mình cứ xin cho họ y như mình xin cho mình đi, và Chúa có thể giúp họ, thánh hóa họ bằng cách này cách kia, đưa đẩy cái chuyện này tới, cái người kia tới, hay là cái hoàn cảnh gì đó tới, để giúp cho họ, để họ có niềm bình an, họ có niềm vui. Thì lúc đó họ đâu có thời gian nữa mà họ đi ghét mình. Đó, cuối cùng Kelly mới hiểu được rằng chỉ có tình yêu thương mới xóa đi những cái sự hận thù, những sự tranh chấp, chiến tranh, chia rẽ. Cho nên sẵn đây kể thêm cho các bạn nghe một điều. Hồi hôm qua Kelly đi tiệc gala của làng dưỡng lão, thì Kelly gặp nhiều anh chị em lắm. Thì có một anh này, anh hỏi Kelly, Kelly làm cái chương trình Tastes of Southeast Asia, Taste of Sea, Lunar New Year Festival, mà bị ném đá. Thì Kelly không nhớ cái câu anh nói như thế nào, nhưng mà Kelly cứ dùng cái chữ ném đá đi.
Kelly bị ném đá và Kelly bị phá như vậy. Thì Kelly có sao không? Thì Kelly trả lời với ảnh là dạ cảm ơn anh, Kelly vẫn còn sống. Thì nói đùa và cũng nói vui, nói đùa mà cũng nói thật, là tại vì thứ nhất là cuộc đời dù cho xảy ra chuyện gì nó vẫn phải move on thôi các bạn, và thời gian và hành động nó là câu trả lời tốt nhất. Những gì mà cần chia sẻ, cần nói thì Kelly đã nói trong bản tường trình Tastes of Sea Statement video, 8 video rồi. Các bạn nào mà có thời gian thì cứ xem. Xem đây không phải là để Kelly tìm người supporter hay là không phải cái gì đó. Các bạn coi để các bạn sau này các bạn có gặp những cái hoàn cảnh tương tự như vậy trong cuộc sống, ở chỗ làm hay là ở bất cứ nơi nào, hay là cũng cái trường hợp như thế nhưng mà một cái chuyện khác, thì các bạn cũng thấy được những cái cụ thể, giống như nó gọi là reality TV vậy các bạn, để là mình học hỏi đó. Thì các bạn cứ coi video đó thì Khoa, Kelly và rất là nhiều anh chị em trong ban tổ chức đã dành thời gian để research những cái thông tin cũng khá là hữu ích. Thì nếu các bạn có giờ các bạn coi 8 cái video, tại vì 8 câu hỏi mà thường Kelly thường bị hỏi nhất, cho nên nó trả lời trong 8 cái video của Taste of Sea Statement. Nhưng mà sau khi mà bị cái đó thì anh hỏi Kelly, thì quả thật mình còn sống mà, tại vì số chưa tới, chờ hoài không thấy chú kêu thì phải tiếp tục chứ sao các bạn. Cho nên giống như Kelly luôn nói là Kelly cầu xin là Kelly đã làm xong những việc mà Kelly cần làm và ước mơ của Kelly đã hoàn thành rồi, Kelly cầu xin Chúa gọi Kelly về, nhưng mà Chúa không gọi, Chúa gọi ba và anh Nhật. Cho nên có một lần một em thì nguyện viên nói Kelly, chị đừng có cầu xin Chúa cho kêu chị về nữa, tại vì Chúa không kêu chị về mà Chúa kêu những người chung quanh chị về, không là chết dở. Nó em đó, nó vừa nói thật mà vừa nó nói giỡn, nhưng mà cái lời nói đứa nó nghe xong mà nó nhói tim. Cho nên thật sự từ đó Kelly không dám nữa, tại vì không dám cầu xin Chúa cái đó nữa, tại vì rốt cuộc cầu xin Chúa kêu mình mà cuối cùng Chúa kêu toàn những người thân bên cạnh mình không à. Cho nên Kelly sợ quá, Kelly không dám xin nó nữa. Nhưng mà Kelly mới trả lời ảnh là giỡn thôi. Nhưng mà Kelly nói thật với ảnh rằng là không sao anh, mọi tất cả là một cái tại vì chưa hiểu nhau thôi. Nhưng mà khi đã hiểu nhau rồi thì mình cảm thông cho nhau. Và đối với Kelly á, Kelly không bao giờ ganh đua với những người cùng dòng máu với mình. Tất cả chúng ta người Việt, chúng ta là cùng một dòng máu, chúng ta cùng là người Việt với nhau mà. Nếu mà nói theo đạo á, là tất cả là anh em cùng một cha trên trời. Cho nên chuyện xảy ra thì phải giải quyết, nhưng mà giải quyết xong rồi thôi, không có mình, tại vì cái lý tưởng của mình và một cái purpose của mình không phải là những người mà bất đồng ý kiến với mình, mà cái purpose của mình như ngày đầu mình đã có rất rõ là chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Và điều thứ hai, mình muốn sẽ góp phần nhỏ bé của mình để giúp cho cộng đồng Việt Nam, dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam mỗi ngày mỗi lớn mạnh, để được ngang hàng với những quốc gia khác. Đó là hai cái lý tưởng mà Kelly rất là tập trung và rất rõ cái đường đi của mình. Cho nên Kelly mới nói ảnh rằng là không có gì đâu. Anh cảm ơn anh quan tâm. Thì việc này cũng không phải một mình em làm. Hơn 250 thiện nguyện viên, trong đó em là một phần nhỏ thôi. Cho nên em không làm thì bao nhiêu người khác cũng sẽ tiếp tục làm. Và
em cũng chỉ làm những gì mà em học từ các anh chị đi trước. Thì ảnh mới nói với Kelly rằng chúc Kelly nhiều sức khỏe và chúc Kelly đạt được ước mơ của mình. Cho nên hồi hôm qua đi đi làng dưỡng lão gala rất là vui các bạn. Rất rất mừng cho làng dưỡng lão là đã bắt đầu cái xây dựng ngôi nhà dưỡng lão rồi. Cho nên rất là mong các bác cao niên của chúng ta sau này sẽ có một nơi tốt để ở. Đặc biệt là cái ngôi nhà dưỡng lão thì sẽ là nói tiếng Việt để cho, tại vì ở đây á, các bác cao niên mà có bỏ vô nursing home hay là phải vô retirement home thì phần lớn là người ta nói tiếng Anh. Tại vì ba của Kelly trước khi mất, ba cũng ở trong một cái health center cả mấy tháng trời, cả 6-7 tháng trời. Thì trong đó, bởi vì đó là lý do vì sao mà em của Kelly, hai đứa em Kelly phải nấu ăn một ngày 2-3 bữa, đem vô cho ba mỗi ngày, every day for like 7-8 tháng. Là tại vì ba ở trong cái nhà dưỡng health center, cái chỗ mà trị bệnh á, thì đương nhiên máy móc, bác sĩ, y tá sạch sẽ vô cùng, nhưng mà họ cũng không phải là những người nói tiếng Việt, họ cũng không nấu được món ăn Việt Nam. Cho nên nhìn thấy ba là cái người bệnh đang trị liệu, đang đang được chăm sóc đó, thì cũng không khác gì các bác cao niên mà về già phải ở một nơi mà không biết tiếng Anh, ăn cái hương vị không phải Việt Nam thì nó rất là khó cho các bác. Cho nên cái ngôi nhà dưỡng lão cho các bác cao niên thì rất rất vui là đang quá trình xây cất, và rất mong chúc cho làng dưỡng lão có thể sớm hoàn thành được ngôi nhà dưỡng lão để cho các bác cao niên cũng giống như ba của Kelly á, có một nơi ở mà nói tiếng Việt để cho các bác không cảm thấy bỡ ngỡ, không cảm thấy cô đơn, và có những món ăn Việt Nam. Cho nên cái đó là một điều rất là cần thiết cho các bác cao niên. Và Kelly chỉ hiểu cái đó nhiều hơn sau khi Kelly trải qua cái bệnh của ba, thì Kelly mới biết rằng là tại vì ba Kelly cũng đâu có nói tiếng Anh nhiều, mà ba cũng đã biết tiếng Anh rồi đó, huống chi như các bác cao niên mà không biết nói tiếng Anh rồi con cái không có đó thì họ cảm thấy rất là buồn tủi các bạn. Cho nên một cái ngôi nhà dưỡng lão mà là người Việt mà nói tiếng Việt và có những sinh hoạt Việt Nam và có những món ăn Việt Nam thì nó giúp cho ông bà, các bác cao niên của chúng ta họ sống những thời gian còn lại không quá tủi thân các bạn. Cho nên hồi hôm qua đi làng dưỡng lão vui lắm các bạn. Gặp lại rất là nhiều người mà Kelly đã, anh chị em trong tất cả người Kelly gặp là toàn các anh chị em trong cộng đồng mà Kelly đã biết cũng hơn cả chục năm nay rồi, lâu lắm rồi mà cả năm nay mới gặp lại. Cho nên rất là vui là thấy mọi người mạnh khỏe và bình an. Tại vì sau khi mà các bạn mà sau khi mà Kelly làm ở nhà hoàng, bởi vì các bạn mới thấy rằng khi mà lúc đầu Kelly làm ở nhà hoàng hoa sen á các bạn, thì có nhiều người hỏi Kelly làm gì đó vậy chị Kelly, thì các bạn khi mà người thân của mình mất thì phải có một cái chỗ và cái nơi để thăm viếng, thì theo tiếng Anh nó gọi là funeral director, nhưng mà Kelly là funeral director assistant, có nghĩa là Kelly làm việc chung với anh Hiệp và giúp phụ giúp anh Hiệp. Cho nên vì thế khi mà làm ở nhà hoàng thì tổ chức tang lễ á, thì đó là cái nhiệm vụ của người làm ở nhà hoàng như Kelly, mình set up mọi thứ rồi khách tới, mình giúp cho gia đình trong lúc tang gia bối rối, hướng dẫn khách này nọ, có nghĩa là dịch vụ của nhà hoàng á. Các bạn nào mà có đi đám tang thì các bạn thấy những người nhân viên của nhà hoàng, thì cái đó là Kelly đã làm hơn một năm nay. Thì khi mà mình làm trong cái nơi đó các bạn, và Kelly thấy gia đình đang khóc, người nằm trong quan tài
mình khi mà mình nghe gia đình kể về ba mẹ con cái đám tang mà Kelly thấy đau buồn nhất là một đứa bé, một đứa đứa em hình như mới có 17 tuổi, em bị tai nạn chết. Và các bạn tưởng tượng bé chết à, thật sự thường thường nếu mà cái nắp quan tài nó mở ra thì có nghĩa là cái người người mất họ vẫn còn nhìn được các bạn, nhưng mà cái quan tài của em này bị đóng lại không có mở ra, tại vì em bị tai nạn trước khi em mất, cho nên mặt mày người của em nó không còn có thể mở quan tài ra được, cho nên cái quan tài nó đóng, cho nên cái chết của em rất là tội nghiệp. Mà các bạn, Kelly đứng đó đó, Kelly nhìn cha mẹ, ba và mẹ và một đứa em gái đứng dính lên cái quan tài mà khóc hụ 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 mà khóc, mà như nghĩa là lúc mà Kelly thấy họ khóc đó các bạn, Kelly cảm giác được trong cái tim của mình nó thốn luôn. Và tại vì Kelly đã thấy anh Nhật mất, cho nên khi mà Kelly hiểu được cái đau của cái cha mẹ mà phải người tóc bạc đưa người tóc xanh, cho nên cái đám tang đó là nghĩa là đám tang mà gặp mà con nít là tội nghiệp lắm các bạn, là tại vì các em sống một cuộc đời quá ngắn. Thì Kelly thấy từ nhỏ cũng có rồi, tuổi năm mươi mấy cũng có rồi, các bác cao niên cũng có, cho nên mới thấy rằng cuộc đời nó vô thường. Và khi mà làm ở nhà hoàng rồi mới hiểu được rằng cuộc đời không có gì để mà sân si, và cũng không có cần có drama, không cần có thật sự không cần mấy cái đó các bạn, chỉ cần sống bình an, có sức khỏe để mà làm được những việc mình yêu thích, và có được sức khỏe và thời gian cho những người thân yêu của mình là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên làm ở nhà hoàng đã giúp cho Kelly có một cái suy nghĩ khác về cuộc đời, mình coi nhẹ và mình không có tranh chấp, mình không có mang thù hận, mình không có chấp nhất được các bạn. Tại vì thứ nhất không gì thuộc về mình, tất cả mình có cũng là của Chúa, tất cả của mình có cũng là của cuộc đời này, chết cũng không mang đi được, cho nên mình không coi cái gì thuộc về mình. Cho nên đối với Kelly á, những gì mà Kelly có, Kelly không thuộc về mình, cho nên nếu mà có mất đi hay bị ai lấy đi hay là bị cái gì đó, mình cũng không có cảm thấy mất mát, mình cứ coi là Chúa dùng mình trong thời điểm đó, làm cái đó, hoàn thành cái đó, sau đó Chúa cho mình qua cái khác. Cho nên thật sự cái câu mà nói mà cửa này đóng, Chúa mở cửa khác cho mình, đó là có thật. Và nếu mà mình theo cái tâm trạng đó mà mình nghĩ mọi thứ các bạn, thì các bạn sẽ không bao giờ đau buồn. Đương nhiên mình sẽ đau buồn là tại vì nó không buồn thì đó là nói dối, nhưng mà buồn trong cái thời gian ngắn đó thôi. Nhưng mà khi mình hiểu ra được cái thời gian, cái việc đó đã tới lúc đó nó đã hết rồi, nhiệm vụ mình đã xong rồi, mình đã hoàn thành rồi, mình đã làm hết khả năng của mình rồi, bây giờ tới người khác vào làm, mình sẽ được Chúa đưa một cái cửa sổ khác. Thì cứ nghĩ như vậy thì mình sẽ không bao giờ cảm thấy bị mất cái gì, và mình cũng không cảm thấy ai ai làm cái gì tổn thương mình, tại vì mỗi thứ đều là cái chu kỳ thôi đó. Thôi à, trời đất ơi, 2 giờ sáng rồi, bữa nay không biết làm sao, nhiều cảm xúc các bạn. Bữa nay đi lễ lá, nghe nguyên cái bài thương khó của Chúa Giêsu mà Kelly muốn chia sẻ, tại vì những cái cảm xúc mà mình có và những cái gì mà mình trải nghiệm trong cuộc sống mình chia sẻ để cho người khác có thể biết, để tuy là người ta nói tốt khoe xấu che, nhưng mà đối với Kelly tất cả đều là một cái bài học, cái sự học hỏi mình biết để mình hoàn thiện cho bản thân mình. Ước gì
Charlie cũng có ai đó rảnh rỗi mà riêng mà chịu kể chuyện của họ cho mình nghe. Thì khi mà mình gặp cái trường hợp như họ, mình cũng biết cách xử sự. Chứ mấy cái trải nghiệm cuộc đời đó, trường nó đâu có vậy, trường học nó đâu có vậy đâu. Tất cả những gì mà Kelly kể cho các bạn nghe về cuộc sống của Kelly là Kelly vừa trải, vừa nghiệm, vừa học. Chứ đâu có phải là học trước và nghiệm sau. Nếu mà học trước, nghiệm sau thì đâu có bị đau, lòng đau như cắt như vậy. Cho nên trong cuộc đời tất cả ai cũng phải thánh giá, ai cũng phải bác. Nhưng mà nếu mà mình biết được những cái nó gọi chuyện mà Kelly kể về cuộc đời của Kelly, các bạn cứ tưởng tượng nó như là một cái reality show á, chỉ là không có đóng phim mà cái này kể thôi. Thì khi mà mình gặp cái trường hợp đó, hay là mình nghe một cái người khác kể về cái những gì họ trải qua, thì mình mới thấy à, chuyện mình trải qua cũng chẳng là gì. Cho nên mỗi lần mà Kelly tưởng tượng mình nghĩ rằng là mình là cái người khổ nhất trên đời, thì Kelly đã nói nhiều lần là Kelly về Việt Nam, Kelly gặp những trẻ em đồng bào của mình ở vùng sâu vùng xa, họ còn khổ hơn gấp trăm lần. Các bạn đi về mái ấm an sinh nè, các bạn sẽ thấy bao nhiêu người bại não, khuyết tật, sinh ra là đã bị bại não, đã bị khuyết tật mà sống cho tới hai mươi mấy ba chục tuổi mà cứ nằm yên một chỗ không biết gì hết đó, mà chết cũng không được, mà sống cũng không lành. Thì các bạn sẽ thấy rằng mình quá may mắn. Và các bạn đi đến chỗ cha tịch bảo vệ sự sống, những trẻ em mà bị phá thai, chưa làm người mà bà đã bị phá rồi, nhưng mà tổ chức của cha đã mang các em về, một là chôn thai nhi để cầu cho các linh hồn thai nhi, hoặc là những em mà cứu được thì mang về cha nuôi. Các bạn có thấy Kelly post hình của Kelly ẵm mấy đứa bé dễ thương đó, là những em mồ côi mà bị ba mẹ bỏ đó. Rồi có những trường hợp mà đau thương là ba hiếp con. Kelly gặp ít nhất cũng khoảng 4 em trong những năm mà Kelly về thăm chỗ cha tịch đó, là chính ba hoặc ông ngoại hoặc là anh hiếp gia đình, rốt cuộc sinh ra đứa bé bị không bình thường. Rồi bây giờ các bạn tưởng tượng được cái cuộc đời của đứa bé đó đã không bình thường rồi lớn lên, hoặc là bình thường rồi lớn lên, biết rằng là ông nội, ông ngoại hay anh của mình, chú của mình hãm hiếp mẹ mình mới sanh ra mình. Các bạn tưởng tượng bao nhiêu cái trường hợp nghiệt ngã đau thương của biết bao nhiêu người. Thì khi mà Kelly đi về, mà Kelly trực tiếp nhìn thấy và thấy được những cái hoàn cảnh, những mảnh đời Việt Nam như thế, Kelly mới thấy rằng trời ơi, cái cuộc đời sóng gió của mình nó chẳng là cái thấm vào đâu hết trơn á. Cho nên nhiều lúc mà Kelly đi về Việt Nam á, Kelly không biết Kelly giúp được cái gì, chứ nhưng mà Kelly thấy Kelly được giúp rất là nhiều. Chúa cho Kelly gặp từng người, và Kelly tin rằng những người mà Chúa cho Kelly gặp đều có một mục đích, một lý do hết. Và chính vì Kelly về, Kelly thấy những người như thế á, nó giúp cho Kelly không bi quan trong cuộc sống, mà mới cho Kelly thấy quý mến những gì mình có, cái tốt lẫn cái xấu. Mình còn lành mạnh, mình còn tay còn chân, mình còn nói chuyện được, mình còn ăn được, mình thức dậy, mình mắt thấy được. Những người tự nhiên thức dậy qua ngày hôm sau bị bại não, bị mù mắt, tự nhiên tưởng tượng các bạn ngày mai thức dậy mà không đi được, hay là không mở mắt ra được, không làm được những việc mình làm hàng ngày, coi mình đau khổ như thế nào. Lúc đó mình mới thấy cái gì mà mình bận tâm, cái gì mà mình ganh ghét, cái drama, thị phi, sân si, hay là những cái gì mà mình nghĩ nó quan trọng, nó thật sự không có gì quan trọng, không gì quan trọng ngoài sự bình an và sức khỏe hết các bạn. Cho nên khi mà Kelly về Việt Nam, Chúa cho Kelly thấy những cái đó. Cho nên Kelly rất là giống như Kelly đi chuyến đi vừa rồi nè, 4 tuần đi từ Bắc Trung ra Nam, Kelly thấy rất là nhiều nhiều hoàn cảnh mà tại sao mà
đúng là những mảnh đời Việt Nam nó khổ khủng khiếp. Mình nhìn họ mà mình thấy cuộc đời mình xấu hổ luôn, là tại vì hồi nào giờ mình cứ tưởng mình đau khổ, nhưng mà mình nhìn cuộc đời của những người khác mình mới thấy rằng mình quá may mắn các bạn. Cho nên khi mà Kelly đi về đây, Kelly rất là motivated, very inspired to continue my passion, continue my mission. Chứ nếu mà Kelly cứ rú rú ở đây rồi không không đi ra thế giới bên ngoài nhìn thấy những mảnh đời khác thì mình sẽ không học được, mà mình không biết được là mình may mắn và Chúa thương mình và ban cho mình bao nhiêu ân lành để mình phục vụ lại cho những người bên cạnh mình, những tha nhân của mình đó. Rồi thôi, 12 giờ mấy rồi, Kelly xin đi ngủ. Cảm ơn các bạn nào mà đã kiên nhẫn mà ngồi coi cho tới cuối. Xin chúc bình an đến mọi người và xin Chúa ban sức khỏe và bình an đến cho tất cả quý cụ ông bà và anh chị em nhé. Xin good night và xin hẹn gặp lại trong những video chia sẻ khác. Kelly xin kết thúc chuyện đêm muộn, rất là muộn. Giờ này 2:12 các bạn. Nói chắc cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Không biết sao bữa nay nói nhiều như thế, nhưng mà thôi, xin chào các bạn. Bye bye.